Lại là Lâm đây. Trong video này các bạn hãy cùng tôi điểm qua vài vụ án nổi trội nhất của series Conan nhé. Tổ chức áo đen, nơi tập hợp những kẻ thâm độc và lạnh lùng. Trong mạch truyện chính, mỗi vụ án có tổ chức này xuất hiện đều khiến mọi fan phải đứng ngồi không yên. Trong tập phim lần này, tổ chức áo đen đã bắt ép một lập trình viên tài năng tạo ra một phần mềm chứa mã độc để thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Để ngăn chặn và tóm gọn bọn chúng, lần này Conan sẽ phải đối diện với những thử thách nguy hiểm nào trên hành trình tìm ra chân tướng của sự việc. Hãy cùng lời tâm đến với series những vụ án hay nhất, Conan chạm trán với tổ chức áo đen nhé. Trong khi ông Mori đang huênh hoang với những chiến tích phá án nhức nách gần đây, thì Conan đang suy nghĩ làm sao để có thêm thông tin của tổ chức áo đen. Hiện tại, cậu chỉ biết chúng chế biến loại thuốc kỳ lạ và liên tục tìm kiếm các nhà lập trình máy tính. Đúng lúc này, chuông điện thoại bàn kêu lên. Ran nghe máy và biết được đầu dây bên kia cần tìm một người lập trình viên trò chơi đã mất tích. Nghe đến đây, Conan bỗng thấy có điểm không lành. Chẳng lẽ là bọn chúng? Sau đó, ba người đàn ông có mặt tại văn phòng thám tử Mori đều muốn tìm kiếm ông Itakura. Họ thuộc những công ty khác nhau nhưng đều đặt ông Itakura lập trình. Gần đến hạn nhưng ông đã biến mất một tuần. Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp như vậy vì ông muốn tập trung làm việc. Ba người đàn ông bao gồm Soma Ryusuke đặt làm trò cờ tướng, Naito Johei đặt làm trò cờ vua, Sugai Katsumichi đặt làm trò cờ vây. Họ lôi ra một đoạn phim ông Itakura gửi trước khi mất tích. Trong đó, ông ấy nói cùng một lúc làm ba trò chơi quả thật rất mệt nên muốn đi nghỉ dưỡng một thời gian và bảo họ cứ đợi. Nhìn vào đoạn phim, khi người đàn ông không đeo kính, Ran mới nhận ra ông ta là Itakura, một lập trình viên cực kỳ nổi tiếng. Nghe vậy, ông bác Mori suy đoán có lẽ nào ông ta bị bắt cóc. Nghe đến bắt cóc, ông Suma chợt nhớ ra một năm trước đây, khi ông tới văn phòng của Itakura thì thấy một người đàn ông to lớn có dê mép nói tiếng Osaka và mặc nguyên một cây đen nói rằng tụi tao không cần đến mày nữa. Lúc này, Conan chợt giật mình nghĩ đến Tequila của tổ chức áo đen. Conan bỗng kích động, rõ ràng Itakura có liên quan gì đấy đến tổ chức. Cậu quyết phải tham gia vụ án này. Hiện tại, manh mối chỉ có mỗi đoạn video, nhưng như thế cũng đủ khiến Conan tìm được nơi ở của ông ta. Cậu bé giả vờ nhõng nhẽo với Ran rằng, tối nay em muốn ăn sushi cơm rang súp bò. Ran nghe vậy liền nói, em đòi ăn cả ba món Nhật Tây Tàu thì nhà hàng nào chịu nổi. Nghe gợi ý này, ông Mori như sáng mắt. Trong đoạn phim trong phòng của ông Itakura có ba bộ cờ, nhưng khi ông rời đi thì chỉ đem theo máy tính và vài cái đĩa. Vậy ba bộ cờ kia chắc chắn là mượn của khách sạn. Một người mượn ba bộ cờ cùng một lúc chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh đến khách sạn. Ông Mori giả danh khách hàng, điện thoại lần lượt đến tất cả những khách sạn trong khu vực rồi hét ầm lên. Tôi là người mượn ba bộ cờ, đường di động của tôi đang bị hư, tôi phải dùng di động cá nhân đây. Mãi một hồi đến khách sạn New Bayka, nhân viên đầu dây bên kia đáp lại là ngài Itakura phòng 2004 phải không ạ? Thế là ông Mori đã thành công tìm được khách sạn ông Itakura đang ở. Trước cửa phòng có treo tấm biển đừng làm phiền. Conan đóng kịch rằng mình đến thăm bác Itakura, nhưng bác lại đi đâu rồi, giờ cậu quá mắc tè. Nghe vậy nhân viên đành mở cửa cho cậu nhóc vào bên trong. Mọi người nhìn thấy ông Itakura đang nằm ngủ trên bàn làm việc và tới lay, thì phát hiện ra ông đã sủi bọt mép và ngã lăn ra sàn. Bác Mori nhìn thi thể, xác định nạn nhân đã chết hơn một ngày. Qua hiện trường và đống thuốc trên bàn, nhận định ban đầu là bệnh tim tái phát nhưng không kịp uống thuốc. Conan tiến gần nhìn kỹ nạn nhân và chắc rằng đây là một vụ án mạng và hung thủ có thể là ba người đàn ông đã thuê họ. Cậu còn thấy cuốn nhật ký của nạn nhân trong túi sách nhưng không thể đến gần vì bác Mori không cho phép đụng vào. Conan bắt đầu từng bước dẫn đường cho ông bác Mori tìm ra hung thủ. Cậu chỉ lên bàn và thắc mắc vì sao miệng nạn nhân dính nhiều nước bọt nhưng trên bàn lại không có tí nước bọt nào. Rõ ràng khi chết, nạn nhân tì mặt vào bàn. Thậm chí nếu chết ở tư thế đó, bàn tay phải có dấu hằn của cách bàn nhưng tay nạn nhân thì không. Càng phân tích, họ đã chắc chắn rằng có lẽ ông Itakura đã bị ai trói vào ghế trong trạng thái tay để lên ngực và để ông ấy chết vì phát bệnh. Rõ ràng đây là một vụ án mạng vì cơ thể nạn nhân không có vết trói. Họ chắc rằng hung thủ đã cuốn cái chăn quanh người nạn nhân để ngồi trên ghế rồi dùng băng dính ở bên ngoài. Hắn còn đặt một thứ như cái gối vào giữa chân và ngực để tạo tư thế như tựa vào bàn. Sau khi nạn nhân chết và cái xác đông cứng, hắn đã quay lại tháo băng dính và dựng hiện trường để đánh lừa cảnh sát. Qua điều tra, họ biết rằng một ai đó đã dùng thủ thuật tương tự như ông Mori để tìm đến khách sạn. Nhưng lúc sau nhân viên lên phòng lại bị ông Itakura đuổi ra ngoài. Dùng thủ thuật như ông Mori phải là người có đoạn video và biết ông Itakura ngồi trong phòng với ba bộ cờ. Hung thủ có thể là một trong ba người đàn ông kia. Chỉ chờ có vậy, Conan liền nói, bác ơi, bác xem đĩa nhật ký trong cặp kia đi. Có thể có bằng chứng đấy. Sau khi cảnh sát xem xong, Conan tính nẫng tay trên giấu cái đĩa đi. Nhưng đời không như mơ khi thanh tra Megure đòi giữ cái đĩa lại để xem đi xem lại. Thấy có nguy cơ mất cái đĩa, Conan đành nghĩ cách giải quyết nhanh vụ án. Như vậy, cảnh sát cũng sẽ không cần đến cái đĩa nữa. Cậu đi quanh hiện trường, phát hiện bên trái chân nạn nhân có vết hằn của tất, còn bên phải thì không.
có nghĩa là tất được mang vào khi ông Itakura chết. Trước đó, ông cố tình tháo chiếc tất bên phải để chân trần làm điều gì đó. Nhìn về phía bàn cờ vây, Conan mỉm cười vì đã tìm ra được hung thủ. Ông Mori lập tức bị Conan bắn trong mũi gây mê. Giờ phá án đã đến. Cậu bảo mọi người quan sát về bàn cờ vây và lời nhắn bên trong đó. Trong khi mọi người không chú ý, Conan nhanh tay lẹ mắt thó cái đĩa đã copy đoạn nhật ký. Công cuộc thó cái đĩa diễn ra thuận lợi, nhưng Ran đã xuất hiện từ phía sau, khiến cậu nhóc lắp bắp: "Em thấy mấy cái hình ở bàn cờ giống như mấy chữ trên bàn phím." Thì ra thông điệp trên bàn cờ vây là dòng chữ nổi dành cho những người có thị lực kém. Nếu bỏ qua những quân trắng sẽ được dòng chữ: "Hung thủ chính là Soma, bằng chứng là chiếc đồng hồ." Ông Itakura đã chắc chắn rằng sau khi ông chết, hung thủ sẽ quay lại, nên đã dùng cờ vây lẫn chữ nổi, thứ mà chỉ mỗi Soma không hiểu. Sugai đặt làm trò cờ vây, đương nhiên biết rõ cờ vây sẽ nhận ra điểm kỳ lạ trên bàn cờ. Anh Naito, người đặt làm trò cờ vua thì lại bị cận nặng và biết về chữ nổi nên cũng sẽ nhận ra điểm kỳ lạ. Chỉ có Soma là đáng nghi nhất. Qua kiểm tra chiếc đồng hồ của Soma, họ đã phát hiện ra dấu tay của Itakura, dù ông mới chỉ mua nó được 5 ngày. Soma cũng không thể chối tội. Ông kể rằng 20 năm trước, cả hai là bạn cùng hội cờ tướng. Soma đã dành cả cuộc đời đưa cho Itakura rất nhiều tiền để ông ta tạo nên một trò chơi hạ được cả cao thủ. Nhưng Itakura chỉ gạt ông ta và mãi chẳng chịu hoàn thành trò chơi ấy. Giờ đây Soma chỉ luyến tiếc 20 năm đã bỏ ra. Ông chỉ ước rằng nếu cuộc đời có một lần rút quân như cờ tướng, ông sẽ quay về 20 năm trước khi mà lòng người vẫn chưa thay đổi. Sau đó, Ran cùng Conan cùng nhau bước đi trên quãng đường về nhà. Cảm xúc của Ran cũng đang vô cùng rối bời, giống như sự tăm tối của bầu trời tuyết rơi. Cô hỏi Conan rằng có thật là lòng người khó đoán không em? Vì hiện tại Shinichi đã mất tích biệt tăm, liệu chờ đợi có phải là một điều đúng đắn? Phải chi Conan là Shinichi thì hay biết mấy. Trong vô thức, Ran đã nói ra điều đó. Khi cả hai ung dung quay trở về nhà, bất ngờ họ gặp một người đàn ông cao lớn bước ra từ bộ điện thoại. Có lẽ họ đã gặp nhau từ trước khi anh ta bảo rằng mỗi lần gặp Ran thì y như rằng đều thấy Ran đang khóc. Ngay sau đó anh ta bước đi vào đêm tối trước sự nghi vấn về danh tính thực sự của Conan. Lập tức, Conan liền hỏi Ran về sự việc hai người đã từng gặp nhau, nhưng liền bất ngờ khi Ran nói rằng anh ta có thể là FBI vì anh ta đã từng đi với những người cảnh sát khác. Mặc dù chỉ mới lướt qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh ta đã để lại cho Conan rất nhiều nghi vấn về cái tên lẫn danh tính của anh ta: Akai Shuichi. Khi trở về nhà, lập tức Conan đã chạy đến nhà bác tiến sĩ để điều tra về cái đĩa mà Itakura đã để lại, khi mà trong đó có chứa những thông tin liên quan đến tổ chức áo đen. Lập tức, cả hai đã mở chiếc đĩa lên và điều tra về những thông tin trong đó. Ban đầu họ đọc lại những nhật ký mà ông Itakura để lại và biết tổ chức áo đen đã liên hệ với ông ta để yêu cầu ông ta viết một chương trình riêng cho bọn chúng. Nhưng những cách trình bày lộn xộn của ông ta khiến Conan nhận ra có một bí mật đằng sau. Khi Conan bôi đen những dòng tin nhắn ở trong bức nhật ký, lập tức họ phát hiện ra những dòng chữ bí ẩn được viết ở trong bức thư. Đa số những điều quan trọng đều được ông ta viết ở trong đó. Qua bức nhật ký, họ biết rằng ông Itakura đã chấp nhận làm phần mềm vì căn nhà của ông đã bị đột nhập và chúng đã nắm rõ tất cả những hoạt động của ông. Sau khi gửi một bức thư thông báo cho bọn chúng, lập tức ông đã nhận lại một bức thư được viết bằng máu để thể hiện về việc đồng ý hợp tác và đồng thời cũng là một lời cảnh báo nếu ông ta làm trái hợp đồng. Mặc dù lo lắng, nhưng ông Itakura vẫn gọi điện vào số điện thoại được ghi trong bức thư để bàn bạc về hạn deadline và yêu cầu có quyền riêng tư bên trong căn nhà của mình. Sau một năm làm việc, ngày deadline đã đến gần và ở những dòng nhật ký cuối cùng, ông ta đã viết về việc không muốn đưa phần mềm cho bọn chúng vì hòa bình của nhân loại. Ngay khi cả hai đang tập trung vào câu chuyện, bất ngờ Hibara đã xuất hiện từ đằng sau lúc nào không hay. Nhưng may mắn thay, cô bé tưởng hai người đang đọc truyện ma, thế nên cũng không quan tâm cho lắm. Để đánh lạc hướng Hibara, bác Agasa thể hiện flexing về món công nghệ mới dành cho Conan, đó là chiếc thắt lưng tạo bóng. Khi kích hoạt bằng nút bấm, lập tức một quả bóng từ dây nịt sẽ xuất hiện và có thể tạo ra một kích cỡ to nhỏ tùy ý người điều khiển. Nhưng nhược điểm là nó chỉ có thể kéo dài 10 giây. Ngay sau đó, cả hai đã lên đường đến biệt thự của ông Itakura để điều tra về chiếc đĩa chứa phần mềm. Khi bước vào nhà, Conan liền tìm ra được chiếc đĩa ở phía trong ngăn bàn. Nhưng khi mở máy tính để đọc email, Conan liền bất ngờ khi bọn chúng đã cài một mật mã bí mật về việc giao dịch giữa hai người. Ngay sau khi kết thúc mà không nhận được mật mã, lập tức bọn chúng đã gọi điện vào số của Itakura. Giọng nói của Vodka vang lên: "Ta biết mày đang ở đó." Lập tức Conan suy luận rằng có thể bọn tổ chức áo đen đã theo dõi căn nhà này từ lâu và hiện tại họ đã biết về sự xuất hiện của hai người. Sau khi hắn đe dọa và yêu cầu nhấc máy lên, hết cách, Conan đành giả dạng Itakura để phán đoán tình hình. Ban đầu cậu ta nói rằng vì tuyết quá lớn thế nên đường truyền tín hiệu đã bị ngắt lúc mở email. Hơn thế nữa, khi Conan bảo bác Akasa bật lên, lập tức hắn đã hỏi đã có ai ở bên cạnh Itakura phải không. Tưởng chừng hắn ta đã biết được có người ở bên trong, nhưng khi Conan nói về trận bão tuyết ngoài kia, hắn tỏ ra không hề biết về sự việc này.
Từ đó Conan nhận ra hắn đã không theo dõi căn nhà mà chỉ đang phán đoán ngẫu nhiên về những tình hình xung quanh. Ngay sau đó, tên Vodka đã hẹn vào 0 giờ sáng ngày mai, Itakura sẽ bỏ chiếc đĩa chứa phần mềm vào tủ đồ số 0032 ở dưới tầng hầm. Vì nhà ga Kapachi vẫn đang trên tiến trình xây dựng, nên ở đó sẽ không có ai có thể theo dõi những hành tung của bọn chúng. Nhưng vì sẽ không kịp để chuẩn bị mọi thứ, Conan liền từ chối việc giao hàng vào ngày mai, với lý do Itakura sẽ đi khám tim theo định kỳ. Nhưng trái ngược với điều đó, Vodka tưởng rằng ông ta chưa hoàn thành phần mềm và đang tìm cách trốn tránh mọi chuyện, nên hắn ta chốt rằng vào sáng mai, vào lúc 4 giờ, Itakura sẽ phải đến để giao chiếc đĩa cho tổ chức. Mặc dù lần này Conan vẫn tiếp tục từ chối, nhưng hiện tại hắn ta đã chốt kèo nên Conan đành phải làm theo. Nhưng trước khi đồng ý, Conan ra thỏa thuận chỉ có một mình Vodka tham gia vào cuộc giao dịch lần này. Thì ra để đẩy nhanh tiến độ giao dịch, Conan đã giả vờ đưa ra một lý do bịa đặt để ép buộc hắn ta giao dịch ngay vào sáng hôm nay. Vì ngày mai, tin tức và báo đài chắc chắn sẽ thông báo về cái chết của Itakura. Điều đó sẽ làm cho tổ chức áo đen biết được và lẩn trốn vào bóng đêm một lần nữa. Ngay từ đầu, Conan đã lên kế hoạch để giải quyết chuyện này. Sau khi lau sạch những dấu vân tay ở trên điện thoại, cả hai đã rời khỏi căn biệt thự mà không để lại một dấu vết gì. Trong lúc đi, Conan đã cố gắng phá giải mật mã và nội dung của chiếc đĩa, rồi sau đó sẽ nhờ cảnh sát giải quyết những chuyện còn lại. Nhưng dường như ông Itakura đã thỏa thuận với tổ chức áo đen và tạo ra một mật mã bí mật dành cho hai bên. Điều đó khiến Conan mặc dù đã sử dụng hết sức, nhưng vẫn không thể mở khóa được chương trình của phần mềm. Hết cách, Conan đành đánh liều khi quyết định tự mình tiến vào nơi giao dịch để lấy thông tin từ thân phận của bọn chúng. Trong khi mải mê nói chuyện, bất ngờ chiếc xe của bác Agasa đã bị thủng lốp và đột ngột dừng lại ở trên đường. Không còn cách nào khác, cả hai đành phải đứng vẫy tay để xin đi nhờ xe của người khác để kịp tiến độ giao dịch. Chờ đợi một lúc, may mắn là có một chiếc xe BMW đi qua và cho phép hai người đi ké đến trung tâm thành phố. Trên đường đi, người chủ liên tục mất tập trung, khiến cả bọn xem tí là lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng khiến cho Conan bắt đầu đặt nghi vấn và liên tục hỏi chuyện để máy móc thông tin. Qua lời kể của hai người kia, Conan biết rằng người chủ xe là một thiếu tử nhà giàu. Xe của anh ta cũng là loại mới nhất và hiện đại nhất đến từ hãng BMW. Nhưng lại một lần nữa, Conan phát hiện ra kiến thức của anh ta về chiếc xe này gần như bằng không. Ngoài ra, Conan còn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ từ phía sau của xe. Nhưng khi hỏi người phụ nữ bên cạnh, cô ta lại tỏ ra không biết gì về tiếng động. Ở trên đường, Conan nhận ra những hành động của anh ta không phù hợp với chiếc xe này. Hơn thế nữa, cách lái xe của anh ta làm cho mọi người như đi trên chuyến tàu siêu tốc. Khi Conan nói về hạn bảo dưỡng xe, anh ta lại không hề biết gì về kỳ hạn và cách bố trí của nhà sản xuất. Điều đó làm cho Conan càng nghi ngờ hơn về thân phận và chủ nhân của chiếc xe sang này. Trong khi trên đường đi đến trung tâm thành phố, vì hiện tại nhóm cướp ở tiệm Kim Hoàn trên thời sự vẫn chưa bị bắt, nên cảnh sát đã lập chốt ở khắp mọi nơi để điều tra về danh tính của những chuyến xe rời khỏi thành phố. Chuyến xe của bọn họ cũng không phải là ngoại lệ. Ngay khi bước chân vào thành phố, họ đã gặp phải một chốt do cảnh sát Yamamura đứng đầu. Ngay lập tức Conan đã nhanh nhẩu phóng ra để hỏi những thông tin của lũ cướp. Vì thanh tra Yamamura đã bắn trúng chân của một trong ba tên cướp, nên chúng đã bỏ xe lại và cướp một chiếc xe khác rồi lẩn trốn vào trong khu rừng. Ngay lập tức, Conan đã bảo rằng có lẽ chiếc xe bị ăn cắp chính là chiếc xe của họ. Bởi vì người chủ không hề biết gì về chiếc xe của chính mình, cũng chính vì thế thanh tra Yamamura đã lui về sau và điều tra về người phụ nữ. Nhưng khi mở áo khoác trùm chân ra, họ thấy rằng cô ta không hề có vết thương nào do vết đạn. Cũng từ đó, mối nghi ngờ của cảnh sát Yamamura đã chấm dứt và họ đã cho phép chuyến xe đi tiếp cuộc hành trình. Một lát sau khi ở nhà, Haibara đã nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát để thông báo về việc cảnh sát đã tạm giữ chiếc xe của bác Agasa để tránh những tên cướp lợi dụng và tẩu thoát. Nghe xong điều đó, Haibara đã bắt đầu nghi ngờ về việc đêm hôm khuya khoắt, hai bác cháu lại ra ngoài để làm gì. Phía còn lại, Vodka đã thông báo cho tổ chức về thời gian thay đổi ở sáng hôm nay. Hơn thế nữa, hắn ta lại thông báo cho đồng đội mình mang hết những vũ khí để thủ tiêu Itakura sau khi nhận và mở được phần mềm gián điệp. Trên quãng đường, vì Conan và bác Agasa đã thì thầm to nhỏ với nhau từ lâu, thế nên tên chủ xe đã bắt đầu tức giận. Cùng lúc đó, Conan đã bắt đầu lật mở ván bài và khẳng định hai tên kia chính là hung thủ. Chứng cứ đầu tiên chính là về hộp đựng tàn thuốc. Khi bác Agasa mở hộp đựng tàn thuốc trong xe, họ đã thấy rằng trong đó không chỉ có tàn thuốc mà còn có cả một đống đồng xu yên Nhật. Điều đó chứng tỏ rằng người chủ của chiếc xe này không có thói quen hút thuốc và tận dụng hộp để tàn thuốc làm khay đựng tiền xu. Chứng cứ thứ hai nói về cách lái xe của tên cướp. Vì chiếc BMW đời mới có tay lái ngược, thế nên hắn ta đã điều khiển chiếc xe một cách hậu đậu vì không quen tay lái. Kể cả những cách nhìn gương chiếu hậu và lùi xe thì hắn cũng thực hiện một cách khá vụng về. Hơn thế nữa, khi mời cả hai lên xe, thay vì di chuyển vào ghế đối diện, cô gái ở phía sau vẫn kiên định ngồi yên tại chỗ và bắt Conan đi một vòng về phía bên kia, chứng tỏ rằng cô ta đã ngồi ở đó để giấu một thứ gì đó phía sau và không gì khác đó chính là vết máu của tên đồng đội thứ ba. Và bây giờ tên đó đã nằm yên sau cốp xe của họ. Cuối cùng, lý do họ cho phép Conan và bác Agasa lên xe
đó chính là để tạo một bức bình phong qua mặt cảnh sát. Ngay khi kết thúc ván bài lật mặt, cả hai tên cướp bắt đầu lộ mặt xấu của mình và lôi ra khẩu súng để uy hiếp Conan. Trước khi bịt miệng cả hai, bọn chúng đã hỏi Conan về việc tại sao không tố cáo với cảnh sát khi họ dừng lại ở chốt kiểm tra. Đáp lại điều đó, Conan thông báo rằng chỉ vì không muốn cảnh sát làm phiền. Nếu cảnh sát chặn xe và làm lỡ cuộc hẹn của Conan thì không biết điều gì sẽ xảy ra đối với hòa bình của thế giới. Còn việc tóm gọn băng cướp thì Conan muốn khi nào mà trả được. Trong khi đám cướp đang trêu cười về tuyên bố dõng dạc của Conan, chỉ một lát sau, họ đã phải hối hận khi Conan đã sử dụng kim gây mê và bắn vào tên tài xế, khiến hắn lập tức bất tỉnh. Conan đã lao lên phía trước và cải thắng xe, khiến chiếc xe quay như trong chóng. Ngay khi tên còn lại rút súng ra và hăm dọa Conan, cậu thông báo rằng đã biết cây súng mà cô ta cầm chính là đồ giả, rồi đặt chế độ bơm hơi của quả bóng khiến cô ta bị ép ngạt rồi bất tỉnh ở trong xe. Xử lý xong mọi chuyện, Conan ngay lập tức chạy bộ lên đường đến nhà ga để thực hiện cuộc giao dịch của mình. Bằng hết tốc lực, cậu đã đến trước Vodka một bước và gài sẵn chiếc đĩa ở trong ngăn tủ. Khi tên Vodka đến nơi, hắn đã ngạc nhiên khi thấy rằng tên Itakura vẫn chưa đến. Để giết thời gian, hắn lôi ra điếu thuốc và liền nhận thấy rằng một tấm séc đã được đính ở trên ngăn tủ. Khi mở cửa ra, hắn đã thấy được chiếc đĩa được dán kỹ càng và bắt đầu tháo khăn tay để lấy chiếc đĩa. Trong khi hắn đang thực hiện, một khẩu súng từ đằng sau đã chĩa thẳng vào đầu hắn ta, cùng với đó là Jin đã xuất hiện, uy hiếp Vodka về việc hắn dám thực hiện kế hoạch một mình. Jin giải thích rằng tên Itakura muốn hắn chờ lâu chính là để hắn ta lấy thuốc lá ra hút và từ đó có thể lấy được mẫu ADN tại đầu lọc. Còn việc Itakura dán băng keo kỹ càng ở trên chiếc đĩa là để thu thập dấu vân tay của Vodka. Khi nghe xong, Conan đã bất ngờ với suy luận sắc bén chặt chẽ của Jin. Không dừng lại ở đó, hắn đã biết được người vừa dán chiếc đĩa kia không phải là Itakura. Dựa vào những việc đã xảy ra ở trời bão tuyết và về căn bệnh tim của ông ấy, không có lý do gì mà một người ở giai đoạn cuối lại làm một việc liều lĩnh đến như thế. Và cũng vì vậy, người đã giao chiếc đĩa đến đây chắc chắn vẫn còn ở xung quanh chỗ này. Ngay lập tức cả hai bọn chúng đã lôi khẩu súng của mình để truy tìm người mang chiếc đĩa. Vì quá bất ngờ nên Conan đã nhanh chóng chui vào trong hộp tủ. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Khi kiểm tra xong những dãy tủ cuối cùng, Jin đã cẩn thận mà kiểm tra từng cái hộp tủ xung quanh. Chỉ một chút nữa thôi, đời Conan sẽ tàn. Phía còn lại, cảnh sát đã đến nơi và giải quyết vụ án của những tên cướp ở tiệm Kim Hoàn. Sau khi nhận lời cảm ơn từ phía cảnh sát, bác Agatha đã lập tức liên lạc với Conan, nhưng đáp lại chỉ là những thông báo mất tín hiệu từ chiếc điện thoại. Conan không biết rằng mình đã ở trong hộp tủ bao lâu. Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, cậu nghe được tiếng bước chân cộp cộp đang tiến về phía mình. Người mở cửa hộp tủ là Haibara. Trời đã sáng mà chưa thấy Conan về, nên Haibara đã dùng kính dự phòng để tìm Conan. Đêm qua, Conan đã may mắn thoát khỏi cửa tử khi Jin đã dừng lại ở chiếc hộp đang chứa Conan. Hắn đang nghĩ làm gì có ai chui vừa cánh cửa này chứ. Dù chỉ tiếp xúc sơ qua, nhưng đây là lần đầu tiên Conan cảm nhận được không khí áp lực và tan độc của một người khi cả cơ thể cậu đã tự động run lên đến mức toát ra cả mồ hôi hột. Qua những sự việc trên, liệu rằng đến khi nào Conan mới có một trận đối đầu cuối cùng với lũ tội phạm? Dù nguy hiểm rình rập, nhưng chắc chắn rằng một ngày nào đó, chàng thám tử sẽ lật mặt được âm mưu và tên trùm sò của tổ chức áo đen. Trong bầu không khí ấm áp ở thành phố New York, một cơn sóng gió bí ẩn đang nổi lên. Không phải là những tòa cao ốc lung linh hay ánh đèn sáng rực rỡ trên thành phố, mà chính là một loạt vụ án mạng kỳ bí. Những vụ án này đã đưa siêu pháp sư trí tuệ Kudo Shinichi đến Mỹ, mở đầu cho cuộc hành trình đầy kịch tính, đầy bí ẩn và đầy nguy hiểm. Vụ án được thể hiện ở dạng ký ức của Ramori, nhớ lại chuyến đi thăm đoàn kịch Broadway ở New York. Điều đặc sắc ở vụ án này là cốt truyện được mô phỏng theo điển tích Quả táo vàng cho người đẹp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Các nghệ sĩ trong một đoàn kịch nhận được quả táo vàng trước ngày công diễn. Kết quả là khi vở kịch đang diễn ra trên sân khấu, nam diễn viên thủ vai chính đã bị bắn chết. Một lần nữa, Kudo Shinichi sẽ phải dùng trí tuệ và khả năng suy luận của mình để giải quyết những vụ án khó khăn này. Liệu cậu có thể tìm ra hung thủ? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong chuyến phiêu lưu đầy kịch tính này nhé. Hãy cùng theo chân lời tắm để phá án cùng Shinichi ngay thôi. Như đã nói, vụ án Kudo Shinichi ở New York chính là hồi ức của Ran. Trong lúc bất tỉnh, Ran đã nhớ lại chuyện một năm trước. Khi ấy, cô được mẹ của Shinichi Yukiko dẫn đôi bạn trẻ đi xem vở kịch Quả táo vàng. Cả ba ngồi trên xe và trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi Ran nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát. Được biết là dạo gần đây, có một tên giết người hàng loạt chuyên ra tay với những cô gái trẻ. Vài nguồn tin cho rằng hắn là người Nhật. Yukiko bèn trấn an Ran rằng khung giờ hoạt động của tên sát nhân kia là lúc nửa đêm, thế nên quãng đường từ đây về khách sạn sẽ rất an toàn. Cũng vì lẽ đó mà Yukiko nhận ra mình đã trễ giờ đến chỗ buổi nhạc kịch, vì cô có hẹn trước với người đưa vé là sẽ dẫn cả ba đi tham quan phòng thay đồ. Shinichi nghe vậy liền buông lời chọc ghẹo chị mẹ rằng cô sẽ không thể đến đó đúng giờ được. Yukiko nào chịu để yên cho thằng nhóc đắc chí, cô bắt đầu tăng ga tăng tốc. Cứ như thế chiếc xe Jaguar lao như bay trên đường cao tốc. Dù vậy,
bà mẹ này cũng không quên nhiệm vụ đẩy thuyền cho cặp Shinran. Chiếc xe cứ lao nhanh như gió, còn Shinichi thì có Ran trong tay. Sau pha phóng nhanh vượt ẩu thì cả ba đã tới nơi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng phu nhân Yukiko của chúng ta đã bị viên cảnh sát hỏi thăm vì tội chạy quá tốc độ trong suốt 40 dặm. Thế nhưng cảnh sát trưởng Radish đã ra mặt nói giúp Yukiko rằng cô là nhân viên hoạt động bí mật và đang thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì trước đó bố của Shin từng giúp Radish phá một vụ án, nên lần này ông ta đã ra mặt giúp đỡ cũng là lẽ phải thôi. Sau khi viên cảnh sát rời đi, thì đột nhiên Radish từ từ lột lớp da trên mặt ra. Phía sau lớp mặt nạ kia là Sharon Vineyard, một nữ diễn viên nổi tiếng nhất nước Mỹ và là bậc thầy hóa trang. Sharon và Yukiko quen biết nhau cũng chính là ở lớp học hóa trang. Viên cảnh sát lúc nãy chính là fan hâm mộ của Sharon. Đang nói chuyện gì với anh ta thì cũng nghe được thông tin có một chiếc Jaguar bạc chạy quá tốc độ. Sharon liền đoán ra đó chính là Yukiko, nên cô mới cải trang thành thanh tra Radish. Ran rất phấn khích rằng có lẽ sẽ phải cảm ơn Chúa khi để cô gặp được Sharon ở đây. Nhưng Sharon đã khựng lại rất lâu rồi mỉm cười đáp: trên đời này liệu có Chúa hay không? Nếu có thì những người sống hết mình liệu có được sống tốt hay không? Và thiên thần hay Chúa Trời sẽ không bao giờ mỉm cười với người như cô. Có lẽ nụ cười buồn của cô ấy lúc này là một dấu hiệu báo trước cho chuỗi bi kịch xảy ra ngay sau đó. Chuyển cảnh, Sharon đã dẫn cả ba vào bên trong để tham quan và gặp gỡ các diễn viên trước khi vở kịch diễn ra. Các diễn viên ở đây khi thấy Sharon đều rất niềm nở tiếp đón. Được biết Sharon là người quen của ông chủ đoàn kịch này, nên nếu cô muốn vào hậu trường thì chỉ là chuyện đơn giản. Các nữ diễn viên bắt đầu nhận ra Yukiko chính là phu nhân Nam Tước Bóng Đêm, bởi vì bố của Shin đã viết nên tác phẩm Nam Tước Bóng Đêm nên họ mới gọi Yukiko như vậy. Chị em đang trò chuyện vui vẻ thì một nữ diễn viên tên là Iberis bắt đầu lên tiếng mỉa mai. Qua lời kể của cô ta thì mọi người biết rằng 3 ngày trước đã có một món quà bí ẩn được gửi đến đoàn kịch. Đó là một quả táo được phun sơn vàng. Trên đó có dòng chữ dành cho người đẹp nhất được ghi bằng máu. Nam diễn viên Heath lúc này trấn an mọi người rằng đó chỉ là một trò đùa của kẻ rảnh rỗi nào đó thôi. Anh chàng này chính là ngôi sao sáng nhất của nhà hát. Đồng thời đây cũng là vở diễn cuối cùng của anh ta vì anh ấy quyết định sẽ lấn sân sang điện ảnh. Sau đó, tất cả mọi người rời khỏi phòng hóa trang và đi tham quan xung quanh nhà hát. Lúc này Ran tò mò hỏi Sharon về những trang phục được treo lủng lẳng sau hậu đài. Trùng hợp thay, bộ trang phục đang treo ở phía bên trên kia bất ngờ rơi xuống. Mọi người ai cũng hoảng sợ chạy đi, chỉ riêng Rose là bị mắc kẹt ở lại. Ran sau khi phát hiện ra thì đã quay trở lại cứu Rose. May mắn cả hai đều không bị thương nghiêm trọng. Rose lúc này tỏ ra hoảng sợ, cho rằng có kẻ nào đó đang nhắm vào cô ấy. Heath lại cho rằng vì sợi dây buộc bộ giáp kia bị mục quá nên tình cờ dẫn đến sự việc này thôi. Và mọi người đều cảm thấy may mắn khi thứ bị rơi trúng không phải là chiếc gương thần, thứ đồ được coi như bùa may mắn của đoàn. Sharon bất bình lên tiếng khi người mà họ cần cảm ơn phải là Ran mới đúng, vì cô bé đã cứu Rose một mạng. Buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu, các diễn viên chào tạm biệt nhóm Ran và vào vị trí chuẩn bị của mình. Lúc này Ran mới phát hiện ra tay của cô bị thương. Sharon tặng Ran chiếc khăn tay để cô băng bỏ vết thương. Sharon còn nói, vậy là lúc nãy Chúa Trời đã bỏ mặc cháu rồi. Nói rồi Sharon lạnh lùng chào tạm biệt Yukiko và rời đi. Buổi nhạc kịch bắt đầu diễn ra, Shinichi cũng kể cho Ran nghe về câu chuyện thần thoại Hy Lạp mà vở kịch dựa trên. Truyền thuyết đó nói về 3 vị nữ thần Hera, Athena và Aphrodite được mời đến dự một buổi tiệc. Nhưng nữ thần Eris vì không được mời nên đã tức giận gửi một trái táo vàng đến cho 3 người kia. Trên đó có dòng chữ dành cho nữ thần đẹp nhất. Sau đó 3 nữ thần để hoàng tử thành Troy quyết định xem ai xứng đáng với trái táo vàng. Mỗi người hứa sẽ cho chàng một thứ khác nhau nếu chàng chọn mình. Vở kịch lúc này cũng đang diễn ra cảnh đó và Heath chính là người đóng vai hoàng tử. Lila trong vai nữ thần Hera, còn Akane đảm nhiệm vai nữ thần Athena. Rose thì đóng vai nữ thần Aphrodite. Iberis thì đảm nhiệm vai nữ thần Eris, người không được mời đến bữa tiệc. Cuối cùng nữ thần Aphrodite là người có được quả táo vàng. Cũng chính vì thế mà trận chiến thành Troy đã diễn ra. Nhưng đó chỉ là câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Vở kịch này đã thay đổi nhiều so với bản gốc và đã kiếm ra được rất nhiều tiền từ nó. Lúc này trên sân khấu, Michael Đại Thiên Sứ bỗng xuất hiện. Bom khói cũng tỏa ra khắp nhà hát, khiến tầm nhìn của mọi người đều bị che khuất. Tuy nhiên, Shinichi vẫn phát hiện ra có ánh sáng đỏ của tia laser sượt qua. Khi làn khói tản ra cũng là lúc Đại Thiên Sứ Michael bay lên. Những tưởng sẽ có tình tiết hấp dẫn gì diễn ra, thế nhưng tất cả mọi người đều bàng hoàng sợ hãi khi phát hiện ra nam diễn viên đóng vai Michael đã bị bắn chết. Cả khán phòng bấy giờ là tiếng la hét, xì sầm bàn tán. Như thường lệ, Shinichi lập tức chạy đi tìm kiếm hung thủ, thế nhưng cậu vẫn đến trễ một bước. Cũng không hẳn là trắng tay, vì tại đây cậu đã tìm thấy vỏ đạn bị rời lại. Cảnh sát đã có mặt và bao vây toàn bộ hiện trường vụ án. Theo kết quả khám nghiệm tại chỗ, thì viên đạn đã bắn xuống từ góc 40 độ, trúng ngực của nạn nhân và xuyên qua một bên cánh. Nhưng góc bắn như vậy thì có hơi lớn. Lúc này Yukiko bắt đầu ra mặt và đưa ra lập luận.
tên hung thủ đã nhắm xuống từ phía lầu 2 và trước khi bắn, hắn ta đã sử dụng tia laser để xác định mục tiêu. Ngay trong khung cảnh mờ ảo cũng như cao trào nhất của vở diễn, tên hung thủ đã ra tay với nạn nhân. Những suy luận mà Yukiko nói cho thanh tra Radish cũng chính từ Shinichi mà ra. Hiển nhiên là suy luận đó đã đúng khi một tháng trước có một người bí ẩn đã đặt hết tất cả ghế ngồi ở lầu 2. Vẫn còn hai điểm đáng ngờ là vết tỉ ở trên cổ và vết máu ở trên bàn tay trái của nạn nhân. Vết máu đó đã bị nhòe đi trước khi đồng lại. Có thể anh ta đã chạm vào một cái gì đó với bàn tay đẫm máu của mình nhưng lại không tìm thấy vết tích gì trên trang phục của anh ta. Mọi chuyện lúc này chỉ đành trông chờ vào suy luận của chàng thám tử trung học Shinichi. Theo suy đoán của cậu, thì hung thủ có thể là một trong bốn nữ diễn viên trên sân khấu lúc đó. Khi mọi chuyện xảy ra, cậu đã chạy về phía lầu 2 để kiểm tra. Vỏ đạn cậu tìm thấy lúc đó cũng đã nguội, điều đó chứng tỏ viên đạn đã được bắn giả trước đó. Nhưng lúc đó, rõ ràng tia laser đã chiếu từ lầu 2 xuống sân khấu, chứ không phải là từ sân khấu chiếu lên. Dù cho là như vậy, thì trong làn khói mù mịt, chúng ta khó mà xác định được tia laser đã chiếu từ hướng nào. Có thể hung thủ đang cố dàn dựng để đánh lạc hướng điều tra, làm cho chúng ta tin khẩu súng đã được bắn ra từ lầu 2. Việc đặt hết tất cả chỗ ngồi trên lầu 2 và gửi một món quà bí ẩn tới để khiến chúng ta khẳng định việc đó hơn. Shinichi đưa mọi người đến nơi mà chiếc áo giáp ban ấy rơi xuống phía dưới mặt sàn. Một sợi dây mảnh được giữ cố định bởi một cây đinh, bên cạnh là một vết xước ngắn do chiếc áo giáp gây ra. Theo suy luận của Shinichi thì sợi dây này có lẽ đã được gắn vào chiếc áo giáp từ trước, có thể kết luận vụ việc xảy ra hồi nãy không phải là một tai nạn. Lợi dụng chuyến thăm của cô Sharon, hung thủ đã sắp xếp mọi chuyện, rồi lén cắt sợi dây bằng lưỡi dao gắn dưới giày. Tên hung thủ đã dựng lên một vở kịch mà bất cứ ai trong số họ cũng có thể là thủ phạm. Địa điểm gây án tiếp theo là trên sân khấu. Hắn đợi tới phân cảnh Heath xuất hiện. Khi thiên thần Michael lộ diện cũng là thời cơ thích hợp để hắn hành động. Lúc đó những gì chúng ta thấy trên sân khấu chỉ là ánh laser phát ra từ phía lầu 2. Vì vậy hung thủ chỉ có thể là một trong bốn diễn viên đóng vai nữ thần. Thế nhưng bài toán ở đây là Heath, nạn nhân cao tận 1m9, trong khi bốn người kia lại thấp hơn anh ta rất nhiều. Làm sao có thể bắn được một người cao hơn mình? Đặc biệt là khi anh ta đang ở phía sau chiếc gương kia và đang từ từ được nâng lên. Chuyển cảnh đến phòng thay đồ, cả bốn nữ diễn viên đều đang tranh luận về vấn đề gì đó. Thì ra cả bốn vị nữ thần này, ai cũng đều đã từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra ai trong số bốn người họ là hung thủ. Có một điểm đáng lưu ý là khi Heath đeo đôi cánh vào, anh ta chỉ có thể đứng thẳng không thể nào khom xuống được. Shinichi dường như đã nghĩ ra được gì đó. Bấy giờ khi thanh tra Radish vẫn đang loay hoay với hiện trường vụ án, thì ánh đèn sân khấu vụt tắt. Yukiko bước đến với ánh đèn chiếu sáng vào mình. Cô ở đây là để làm sáng tỏ mọi việc. Yukiko bắt đầu trình bày suy luận của mình như những gì Shinichi đã nói với cô. Nạn nhân được xác định là cao hơn 1m9. Đó cũng chính là chiều cao của Ran cộng với cuốn kịch bản lớn. Cả hai cũng đã đều đứng lại đo Ran với cuốn kịch bản để lên đầu thì cao hơn gương một chút. Suy ra nạn nhân Heath khi được treo trong tư thế đứng thẳng người thì đầu anh ta sẽ cao hơn chiếc gương. Dĩ nhiên là với đôi cánh như vậy thì anh ta không thể nào cúi xuống được. Hung thủ cũng biết được rằng nếu theo thiết kế của sân khấu kịch thì luôn luôn có một thứ khiến cho diễn viên xuất hiện và biến mất khỏi sân khấu. Đó chính là đường hầm. Shinichi đã nhìn thấy có một chiếc lông vũ của Heath đã mắc phải ngay cửa đường hầm. Về thiết kế của đường hầm thì người ta đã làm cho phần cửa có thể xoay nhanh qua được và tính để sao cho đường quay của phần viền tạo thành hình vòng cung khớp với sân khấu. Đồng thời chiếc rèm để che diễn viên cũng phải thiết kế giống như vậy. Khi phần sân khấu hình vòng cung bắt đầu di chuyển thì đồng thời cửa đường hầm bên dưới sàn sẽ được mở ra. Bên dưới đường hầm, cảnh sát có thể tìm thấy chiếc lông vũ trên đôi cánh của nạn nhân còn sót lại, hay một số vết máu của Heath. Nếu may mắn thì còn có thể tìm ra được đầu đạn khẩu súng của nạn nhân. Điều đó cho thấy rằng hung thủ đã bắn nạn nhân ở cự ly gần. Nạn nhân đã ở dưới đường hầm đợi tới cảnh của mình. Tên hung thủ chỉ chờ thiên thần Michael được kéo lên thì ra tay bắn anh ấy. Cùng lúc với thời điểm bắn nạn nhân thì cánh cửa đường hầm được kéo lên lại. Tên hung thủ chỉ cần đặt súng qua khung cửa là xong. Và hung thủ sát hại nạn nhân Heath không ai khác chính là nữ diễn viên Rose, người nằm bên cạnh tấm gương phản chiếu. Mọi ánh mắt bây giờ đều hướng về Rose, ai cũng cho rằng hung thủ không thể nào là cô được. Tất cả đều không có cảnh chuyển và được dặn là không được sử dụng đường hầm đó. Yukiko lại tiếp tục suy luận của mình. Không phải họ dặn không cho diễn viên dùng tới, mà là diễn viên không thể dùng. Nhân viên đã không nói cho mọi người biết một sự thật, là chiếc gương mọi người xem như một lá bùa hộ mệnh đã bị hư được. Dĩ nhiên là Rose đã biết chuyện và cũng phải giữ bí mật. Khi các nhân viên hậu đài đi kiểm tra thì họ phát hiện có một vết nứt ở trên gương và họ đã buộc phải cắt bớt đi phần hỏng và sửa lại cái khung. Nếu các diễn viên phát hiện ra điều đó thì sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ngày hôm nay. Cũng chính vì khung gương bị mất đi một phần nên đã làm lộ đầu của diễn viên Heath. Nếu cứ như vậy thì các diễn viên nhất định sẽ phải phát hiện ra tấm gương có vấn đề và họ sẽ bị phân tâm khi diễn. Vậy nên những người biết chuyện đã quyết định sử dụng đường hầm,
dù nó không nằm trong kế hoạch của buổi biểu diễn. Hiển nhiên là nhân viên hậu đài đã giấu mọi người, trừ Heath và Rose. Sàn di chuyển đó tuy che được đường hầm, nhưng không che được cánh cửa kim loại. Nếu như Rose không đóng cánh cửa đó xuống, thì mọi người sẽ phát hiện ra, làm lộ hết ý đồ giàn dựng. Còn về phần khẩu súng dây da, thì đã được Rose tính toán kỹ và lợi dụng lúc thiên thần Michael được đưa lên cao. Vết phỏng ở cổ nạn nhân chính là bằng chứng. Đó chính xác là một vết tì. Sau khi tên hung thủ ra tay sát hại nạn nhân, đã đặt khẩu súng lại ngay vị trí đó. Sau đó thiên thần được đưa lên cao rồi đột ngột dừng lại. Thì theo quán tính, khẩu súng khi được đặt lỏng lẻo trên người nạn nhân như vậy sẽ bị rơi xuống đất. Nhưng điều Rose không ngờ tới được là lúc vừa bị trúng đạn, nạn nhân Heath đã giữ chặt tay hung thủ nhằm để lại manh mối. Chính vì vậy mà máu trên tay nạn nhân Heath đã dính lên găng tay của cô ta. Rose đã cố tình đeo trái găng tay lại để che giấu mặt bên trong dính máu của Heath. Điểm mấu chốt giúp Shinichi nhìn ra được vấn đề này là khi ở trong phòng thay đồ của diễn viên, Rose đã không thể mở được lon nước ngọt vì găng tay quá trơn. Chẳng phải chỉ cần tháo găng tay ra là sẽ mở được sao? Nhưng cô ta đã không làm như vậy. Cũng từ đó mà Shinichi đã đoán ra được động cơ giết người của Rose. Leela và Akane đều có những bức hình chụp chung với Heath dán ở trên tường. Riêng chỉ có Rose là dán hình Heath trong vai thiên thần. Yukiko cho rằng Rose chỉ yêu thích vai diễn đó, chứ không hề có chút tình cảm với nam diễn viên Heath ngoài đời. Lúc này Rose cũng ngửa bài, cô thừa nhận động cơ gây án. Vì Heath chuẩn bị từ bỏ vai diễn Michael mà Rose yêu thích, nên cô quyết định kết liễu anh. Vì vai diễn đó chỉ có thể do Heath đảm nhận được thôi. Kế hoạch ban đầu của cô chính là thả bộ áo giáp trùng Heath. Do sơ suất mà cô lại bị mắc kẹt và Ran đã ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó mà kế hoạch thứ hai của cô ta mới bắt đầu. Rồi cứ thế Rose đã bị thanh tra Radish để áp giải đi. Bây giờ Yukiko phải quay về sở cảnh sát để cho lời khai, nên không thể đưa Shinran về được. Trước khi đi, cô dặn dò hai đứa nhỏ phải cẩn thận với kẻ giết người hàng loạt. Nói rồi cô tạm biệt hai đứa nhỏ. Trên đường về, Shinichi liên tục nói chuyện, nhưng Ran có vẻ không hề để tâm tới cậu. Shinichi nhanh chóng đoán được Ran đang bận tâm đến những lời mà Rose đã nói với cô lúc nãy. Nhưng Ran lại tỏ ra là mình ổn, để không khiến cậu bạn của mình lo lắng cho cô. Vì sơ ý mà Ran đã làm bay mất chiếc khăn mà Sharon tặng cô trước đó, Ran liền yêu cầu tài xế dừng lại để nhặt lại chiếc khăn. Vì gió quá mạnh mà chiếc khăn đã bị mắc lên ban công của một khu nhà nọ. Shinichi bảo Ran đứng đợi cậu, sẽ lên lấy nó xuống cho cô ngay thôi. Trong lúc này Ran lại tự trách mình, vì nếu cô không cứu Rose thì Heath sẽ không phải chết. Lúc này một người đàn ông lạ mặt bước đến gần cô. Trong tay hắn còn có khẩu súng. Hắn có ngoại hình khá giống với tên sát nhân mà Yukiko miêu tả. Tên tài xế taxi chở cô thấy vậy cũng hoảng sợ mà bỏ chạy trước. Người đàn ông lạ mặt kia cất tiếng, hỏi cô có thấy người lạ mặt nào đi qua đây không, rồi anh ta khuyên cô nên rời đi khỏi khu vực này để an toàn hơn. Nhưng Ran đã từ chối sự giúp đỡ, vì Shinichi mãi vẫn chưa quay lại, nên Ran quyết định kiếm cậu ấy. Khi cô leo lên cầu thang thì đã chạm mặt tên giết người hàng loạt kia. Theo sau đó là giọng nói cảnh báo của Shinichi, chạy ngay đi Ran. Thì ra hắn đang bị truy bắt nên đã tạm trốn vào trong nơi này, nhưng rồi Shinichi lại vô tình tìm thấy hắn ở đây. Khi hắn chuẩn bị ra tay với cả hai, thì lan can cầu thang nơi hắn đang đứng bị mục và rơi ra, khiến cho cả người hắn ta bổ nhào xuống. May sao Ran đã kịp thời nắm được tay ông ta, Shinichi cũng chạy lại giúp một tay. Cả hai cứ thế mà cứu tên giết người hàng loạt kia một mạng. Hắn liên tục hỏi tại sao, để rồi Shinichi đã đáp trả rằng việc giúp một ai đó là một điều cần thiết trong cuộc sống. Ran nghe thấy những lời đó cũng dần hiểu ra và buông tha cho cảm xúc của bản thân. Vì không khỏe mà Ran cũng ngất đi ngay sau đó. Shinichi thấy vậy thì bấy lấy cô rồi quay lưng rời đi. Trước khi đi, Shinichi còn nói với tên giết người rằng chớ có làm điều dại dột, cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này rồi. Nếu bây giờ ông ta bóp cò thì cảnh sát sẽ ập đến ngay lập tức. Dù bây giờ Shinichi có cố gắng bắt hắn thì cũng không thể làm gì được, nên cậu quyết định tha cho hắn lần này. Nhưng cậu thề rằng sẽ không làm như vậy vào lần sau đâu. Sau tất cả mọi chuyện, kẻ giết người hàng loạt kia đã chọn cách kết liễu cuộc đời của mình trước khi cảnh sát đến. Ran cũng đã khỏe hơn rất nhiều và không ngoài suy đoán của Shinichi, người phụ nữ Sharon kia đã biết rõ hung thủ chính là Rose ngay từ đầu. Nhưng vụ án giết người này thực sự không hề có dính líu gì đến cô ta cả. Sharon cũng nhờ Yukiko chuyển lời lại cho Ran rằng lúc nào cũng có một chúa trời hay thiên thần theo dõi chị. Trở về với hiện tại, lúc này ở bệnh viện, Ran cũng đã tỉnh lại, sơ pha bất tỉnh tại nhà hàng vừa rồi. Thám tử Mori cũng mừng rỡ khi thấy con gái không có gì đáng lo ngại. Vậy là chuyến hành trình phá án ở tập phim này đã đến hồi kết. Cả Ran và Shinichi đều đã có một kỷ niệm đáng nhớ tại thành phố New York xa hoa lộng lẫy này. Tuy Ran không phải là thám tử như Shinichi, nhưng cô có khả năng nhạy bén và một tầm nhìn sáng suốt. Sự dũng cảm và chính trực đã giúp cô vượt qua nhiều thách thức cùng với Shinichi. Sau cùng thì cô nghĩ rằng việc cứu ai đó là điều cần thiết trong cuộc sống. Đồng thời cô cũng nhận ra tất cả lỗi không phải là của mình và thôi dằn vặt bản thân. Với sự thông minh, tinh thần mạnh mẽ và lòng kiên nhẫn trong tình yêu, Ran Mori là một phần không thể thiếu trong thám tử lừng danh Conan.
đến với series những vụ án hay nhất. Lần này là cuộc đụng độ long trời lở đất của Bo và FBI. Trong vụ án này, Kier, một thành viên mới nhất của tổ chức áo đen đã lộ diện. Trong trận chiến này, ông Mori vô tình dính líu đến tổ chức khi nhận vụ án nhỏ của một phát thành viên. Liệu rằng lần này Conan có thu hoạch được thông tin mới trong quá trình điều tra tổ chức áo đen? Và liệu rằng ông Mori có bị tổ chức thủ tiêu để bịt đầu mối? Một vụ truy đuổi cực kỳ gay cấn của Conan và FBI với tổ chức áo đen đã đưa người xem vào cảm giác hồi hộp kịch tính. Hãy cùng lấy tắm vào ngày vụ án, cuộc chiến của tổ chức áo đen và FBI. Sau những vụ án được phá giải, ông Mori đã nổi tiếng đến mức được mời xuất hiện trong một tập của chương trình Vào bếp cùng Yoko. Sau buổi quay, Yoko nhờ ông giúp cô bạn của mình giải quyết một vụ rắc rối gần đây. Khi thấy Yoko điện thoại cho ai đó, Conan lại liên tưởng đến Vermouth và giai điệu của bài hát Đứa trẻ 7 tuổi của tổ chức áo đen. Người bạn của Yoko là phát thanh viên Reina Mizunashi. Cô kể rằng mỗi sáng sớm thứ bảy thường nghe tiếng chuông cửa, nhưng dù ngay lập tức mở cửa, cô vẫn không nhìn thấy ai ở bên ngoài. Vì vậy Reina hiện đang rất sợ hãi mỗi khi mở cửa. Reina mời gia đình ông Mori đến căn hộ ở khu Haido của mình để điều tra về vụ việc kỳ lạ này. Đầu tiên nhìn quanh, họ phát hiện chẳng có chỗ nào để nấp, và khi ông Mori bấm chuông chỉ trong một đốt nhạc, cô Reina đã ra mở cửa ngay, không hề có tí thời gian nào để trốn. Trong lúc mọi người đi vào nhà, Conan đặt một cái máy nghe lén ở cửa, cậu dính kẹo cao su lên đó để không bị thất lạc. Vào nhà, tiếp tục câu chuyện kỳ lạ ở trên, Reina kể rằng cô đã bị quấy rối 2 tháng gần đây, và mỗi sáng thứ bảy lúc 6 rưỡi sáng, chỉ duy nhất có một tuần, cô đi công tác từ thứ hai đến thứ sáu và thứ bảy trở về thì không bị quấy rối. Kẻ đó còn để trước cửa phòng của cô một lọ thuốc ngủ. Ông Mori thu thập thêm thông tin về những thay đổi của cô Reina trong 2 tháng nay thì biết được cô đã chuyển từ phát thanh viên của chương trình 7 giờ sáng sang chương trình thời sự tối chủ nhật. Vì mai là thứ bảy, cả nhà của ông quyết định ở đây để tóm tên quấy rối vào sáng mai. Đêm đó, Conan nhìn thấy Reina buộc đống báo thành từng chồng lớn và đem ra để ở phía trước cửa. Cô thường làm vậy để sáng ra tiện thể mang xuống dưới. Nhìn thấy đống báo này, Conan đã tìm ra được hung thủ. Cậu nhóc tiến đến phía Reina và nói rằng: "Cô ơi, tìm được hung thủ, cô đừng giận họ nhé. Cháu cá đó là một người rất hâm mộ cô." Sáng đó, ông Mori cầm cây lau nhà ngồi trước cửa, chỉ chờ một tiếng chuông cửa là phóng ra như bay, nhưng vẫn không có ai cả. Rốt cuộc tên quấy rối này đã trốn đi bằng cách nào? Conan đi về phía đống báo và nói rằng: "Kẻ đó ở đây bác nè." Ông Mori cũng phải ngạc nhiên vì thủ phạm là một đứa nhóc tì. Thì ra 2 tháng nay đứa nhóc đã lén bấm chuông và trốn sau chồng báo kia. Conan minh oan cho cậu nhóc. Nhóc này muốn đánh thức cô Reina dậy để kịp ghi hình chương trình 7 giờ sáng. Nhóc không biết cô Reina đã chuyển sang chương trình thời sự buổi tối nên cứ nghĩ cô đã ngủ quên. Vì vậy đã nhấn chuông cửa lúc 6:30 và để cho cô lọ thuốc ngủ để tối đó cô Reina có thể ngủ ngon hơn. Thứ bảy tuần trước nhóc không nhấn chuông vì cô Reina không có báo dư đem ra ngoài. Mọi người đều thắc mắc vì sao nhóc lại làm vậy. Thằng nhóc đượm buồn nói rằng Reina rất giống người mẹ đã qua đời cách đây 1 năm, nên cậu bé luôn mong cô xuất hiện trong chương trình để vơi đi nỗi nhớ mẹ. Nghe vậy, Reina cũng cảm động mà khuyên cậu bé hãy mạnh mẽ lên để người mẹ ở trên thiên đường an lòng. Vụ án được giải quyết rất đơn giản. Ông Mori định không lấy tiền, nhưng cô Reina vẫn nằng nặc xin số tài khoản để chuyển tiền cho ông. Trên đường về, thời tiết dạo này không tốt khi cứ có những cơn mưa bất chợt. Lúc này, Conan chợt nhớ ra máy nghe lén còn đặt ở trước cửa nhà Reina. Cậu vội quay lên nhà để tháo nó. Conan nghe tiếng bước chân và tiếng bấm điện thoại. Hình như cô Reina đã làm rơi nó ra và vô tình dính vào đế giày của cô. Qua tiếng bấm điện thoại, Conan chợt ngớ người. Là nó, giai điệu của bài hát Đứa trẻ 7 tuổi. Conan thầm nghĩ, không thể nào, không lẽ cô ta là người của tổ chức. Phía này, Reina đang nói chuyện với ai đó. Xin lỗi vì đã tắt điện thoại, chúng ta có thể gặp nhau lúc 10 giờ, Jean. Khuôn mặt Conan tối sầm lại, cậu không ngờ rằng lại có thể gặp một kẻ của tổ chức ở đây. Cậu vội gọi cho bác tiến sĩ nói về sự việc này. Dù đã cố giấu Haibara, nhưng cô nàng cũng đã biết chuyện. Bác tiến sĩ cùng Haibara lái xe đến đón Conan, cùng nhau bám theo chiếc xe của Reina. Conan chỉ sợ bọn chúng phát hiện ra máy nghe lén sẽ tình nghi ông Mori, vì ông vừa đến điều tra căn hộ của Reina. Ông Mori và gia đình của ông có thể bị chúng thủ tiêu để bịt đầu mối. Vì vậy, họ cần lấy lại máy nghe lén trước khi bị bọn chúng phát hiện. Conan lại nghe thấy tiếng ồn vọng vào. Có lẽ cô ta đã dừng xe ở một bãi đỗ xe đâu đó. Âm thanh khởi động của chiếc xe này rất đặc biệt. Có thể là xe Subaru, Volkswagen hoặc xe Porsche. Quả thật Conan đoán không sai, Reina đã lên chiếc xe Porsche của Jean. Reina được Jean gọi là Kier. Cô nói với Jean rằng, cất khẩu súng trên tay anh đi, nếu giết tôi anh có thể thủ tiêu được DJ không? Jean cũng cẩn thận bảo rằng đã kiểm soát những chiếc xe đậu trong vòng 500m gần đây, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, Conan vội bảo bác Agasa mở mu xe và bước ra ngoài giả vờ đang sửa xe. Trong xe, Conan biết rằng Kianti và Con, hai tay súng bắn tỉa cũng sẽ thực hiện cuộc đi săn này. Cậu cũng nghe được giọng của Vermouth. Kianti phản đối việc hợp tác với Vermouth vì Vermouth là kẻ đã lôi kéo Calvados ra khỏi tổ chức, khiến hắn phải nhận lấy cái chết.
Thấy nội bộ mất đoàn kết, Jin bảo ông ấy đã sắp đặt như vậy. Địa điểm săn mồi hôm nay là ADP. Conan xác định được máy nghe lén cách đây 580m. Cậu quyết đến tòa nhà đằng kia để nghe cuộc nói chuyện gần hơn, vì máy nghe lén hiện khá xa nên không thể nghe rõ. Vừa ra khỏi xe, Conan đã bắt gặp Jody. Cô Jody bảo rằng FBI cũng đang bám theo Rena, vì khi Vermouth giả làm bác sĩ, Rena rất hay lui tới bệnh viện. Jody tiết lộ Rena sẽ phỏng vấn 3 người trong ngày hôm nay. Qua thông tin này, Conan đoán rằng một trong số đó là DJ và sẽ bị tổ chức giết vào lúc 1 giờ chiều nay. Qua máy nghe lén, Conan đã thấy chiếc xe của chúng đã thu hẹp khoảng cách và đến gần đây. Cậu bé vội kéo cô Jody vào xe. Trong xe chỉ có mỗi Rena. Vậy là nhóm của Jin đã di chuyển về hướng khác. Mọi người bắt đầu phân tích cả tên DJ và địa điểm ADP mà chúng đã đề cập. Ba người mà Rena chuẩn bị gặp là Tokiwa, giáo sư trường đại học Taito. Người thứ hai là diễn viên nổi tiếng, con trai của chính trị gia Sendo. Cuối cùng là Domo Yasudera, đội trưởng đội tự vệ. Qua đó, Conan đã đoán được ai là DJ. DJ có nghĩa là Diamond J Diamond. Ngoài việc ám chỉ tiền bạc, còn có nghĩa là hành thổ trong bói toán. Chữ Đô trong Domo Yasudera ám chỉ mệnh thổ, còn chữ J trong quân bài G ám chỉ quan hoặc lính tốt. Tất cả thông tin này đều hướng về Domo Yasudera. Ông cũng là người chính trực, thường quyết liệt chống đối bạo lực và tham nhũng, nên cũng bị nhiều tổ chức tội phạm căm ghét. Việc còn lại của họ là phải điều tra địa điểm ADP. Đang rối, Conan nhận được điện thoại của Ran. Đầu dây bên kia, cô la mắng nhóc một trận vì đang về nhà mà lại đột ngột biến mất. Conan giả vờ đang chuẩn bị lên trò đu quay với bác tiến sĩ rồi vội tắt máy. Nhờ cuộc điện thoại này, cậu nhóc đã tìm được địa điểm ADP kia, chính là công viên Haido. Không phải là AD như họ nghĩ, mà là ED, cách gọi tắt của từ Edward, Edward Hyde. Công viên Hyde ở thế kỷ thứ 16 là nơi đi săn của giới quý tộc. Địa điểm chúng nhắc đến chính là công viên Haido, không sai vào đâu được. Đến công viên, Conan và Jody vội chạy vào trong. Lúc này cuộc phỏng vấn của Rena dành cho DJ đã bắt đầu. Cô cố tình đưa DJ đến vị trí 2. Tay bắn tỉa Chianti và Con đã mai phục sẵn. Chúng dự định khi DJ ngồi xuống ghế sẽ bắn vào đầu và lưng ông ta cùng một lúc. Khi Rena chuẩn bị đưa mục tiêu ngồi xuống ghế thì Jody đã dùng súng giảm thanh bắn vào vòi phun nước, để mọi người nghĩ là mưa và mở ô ra. Tiếp đó trời bỗng đổ cơn mưa thật như muốn giúp họ. Ông DJ đã che dù nên chúng không thể manh động, bởi nếu bắn lúc này độ chính xác sẽ không cao. Jin điện thoại cho đám đàn em tạm rút và sẽ chuyển sang kế hoạch B trong một tiếng nữa. Khi Rena di chuyển về phía đông công viên để trú mưa, cô vô tình đánh rơi chiếc giày. Nhân cơ hội, Conan đã cầm chiếc giày lên tính lấy lại thiết bị nghe lén, nhưng chưa kịp lấy, Rena đã giật lại chiếc giày và hỏi rằng không lẽ cháu đi theo cô ư? Conan bối rối nói rằng đây chỉ là tình cờ. May sao mọi việc vẫn chưa bị bại lộ, cô Jody bảo bác tiến sĩ và Haibara hãy về nhà để FBI và nhóc Conan lo vụ này. Tiếp đến, ông James Black đã lái xe đến chờ Jody và Conan. Ông cho rằng chúng muốn giết Domo Yasudera vì sợ ông sẽ thành thủ tướng và cản đường chúng trong tương lai. Kẻ tình nghi thuê chúng có thể là Bushijima Kiriko. Trong máy nghe lén, Conan lại nghe địa điểm ám sát tiếp theo là khi xe của DJ qua cầu vào lúc 16 giờ. Lần này, Chianti và Con sẽ yểm trợ. Vermouth sẽ dừng trước xe hắn, còn Rena, hay còn gọi là Kier, sẽ kết liễu hắn. Vermouth đã nhanh trí hóa trang khuôn mặt giống hệt Bushijima Kiriko để đề phòng bị nhìn thấy. Nơi giải quyết DJ sẽ là Vanebi. Lại là một màn sai ký hiệu của tổ chức. Vanebi khiến mọi người khá đau đầu giải mã, nhưng Conan đã ngay lập tức nghĩ ra đó chính là cây cầu Toriya. Phía này, Vermouth đã lên chiếc mô tô. Cô có cảm giác vụ việc ngày hôm nay sẽ khó thành vì đã nhìn thấy Conan và Jody ở công viên ban nãy. Lúc này, Chianti dọa Vermouth hãy cẩn thận. Nếu cô ta thất bại, thì ả cũng không ngại cho viên đạn vào đầu cô đâu. Về phía thám tử Mori và Ran, họ được mời đến nhà bác tiến sĩ để chơi thử game. Mục đích là giữ trần họ, vì nếu máy nghe lén không may bị phát hiện, thì việc ông Mori ở nhà rất dễ gặp nguy hiểm. Về phía Jin, phe của hắn đã bắt đầu hành động. Kier lái xe mô tô đến điểm hẹn, nhưng đã bị xe của cô nàng tiếp cận. Jody cũng đưa súng lên khống chế Kier. Cô nàng này đã có thể trốn thoát, nhưng vì né một đứa trẻ, Kier đã mất lái và bất tỉnh. FBI nhận thấy Kier còn thở nên lập tức đưa cô ta đến bệnh viện. Nhìn thấy Kier đã thay đồ, Conan càng lo sợ máy nghe lén của mình sẽ bị phát hiện. Phía này, Jin đang kiểm soát tình hình và liên lạc với các thành viên còn lại. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ khi vẫn chưa thấy Kier liên lạc lại. Lúc này, Vermouth bảo rằng nãy giờ tôi cứ nghe tiếng rè rè gì đó ở phía anh. Cùng lúc đó, Chianti cũng bảo rằng có tiếng rè rè khó nghe. Jin nghi ngờ, ra hiệu cho Vodka im lặng. Hắn lục lọi đống đồ của Kier để lại trên xe và đã phát hiện ra máy nghe lén được đặt phía sau chiếc giày của cô. Jin nở nụ cười như muốn giết chết ai đó. Cùng lúc này, nhận thấy tín hiệu của máy nghe lén đã mất, Conan đã hình dung được điều xấu nhất. Có lẽ tổ chức đã phát hiện ra. Ngay lúc này, người gặp nguy hiểm nhất là ông Mori. Đúng như Conan dự đoán, Jin ra lệnh dừng phi vụ này và chuyển hướng mục tiêu là khu thứ 5 Beika, văn phòng thám tử Mori. Ông Mori lúc này đã lén rời khỏi nhà bác tiến sĩ mà quay về văn phòng để theo dõi trận đua ngựa ngày hôm nay.
Conan lập tức nhờ mọi người lái xe về nhà. Tính mạng ông Mori đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tổ chức áo đen đã đến trước. Kianti và Con đều đã lên nòng súng sẵn sàng bắn, chỉ cần Jin ra lệnh. Qua ống nhòm, chúng phát hiện ông Mori đang đeo tai nghe. Thế vậy Jin cầm máy nghe lén lên và nói rằng: "Mori Kogoro, hãy nói về quan hệ giữa ngươi và Sherry. Máy thu âm này giống hệt thứ cô ta xài trước đây. Đừng nói với ta là ngẫu nhiên. Ta cho ngươi 10 giây. Nếu định trả lời, hãy bỏ tay trái ra khỏi tai nghe và giơ tay lên." Conan phía này đã nghe tất cả. Ông Mori đang nghe đùa ngựa nên không hề biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Không còn kịp nữa, Conan nhờ bác James Black mở nóc ô tô ra. Từ xa, cậu đá quả bóng vào nhà ông Mori khiến kính bị vỡ. Ông Mori giật mình mở cửa ra và chửi òm tỏi. Conan bên dưới ngây thơ hỏi: "Bác đang đeo tai nghe để nghe đua ngựa đó à? Đua ngựa thế nào rồi ạ?" Dù vậy, Jin là chủng đa nghi, hắn đã quyết định sẽ giết nhầm còn hơn bỏ sót. Jin ra lệnh cho Kianti và Con giết chết cả Mori lẫn thằng nhóc. Thấy vậy, Vermouth vội ngăn cản, nhưng Jin đã cắt lời và chĩa súng vào cô. "Vermouth, cô có mối quan hệ gì với gã thám tử ấy à?" Vermouth bảo rằng: "Ái chà, nếu tôi có thì sao?" Cầm máy nghe lén trên tay, Jin chắc chắn hắn sẽ tìm được kẻ đó bằng cách tìm dấu vân tay trên này. Đột nhiên một đường đạn xuyên qua và phá nát chiếc máy nghe lén trên tay hắn. Mọi người đều không thể tin nổi vì tòa nhà đằng kia cách đây ít nhất cũng 700 thước. Jin vội lấy khẩu súng ngắm về phía tòa nhà kia và phát hiện ra Akai đang ở phía đó. Akai bắn loạt đạn về phía Jin khiến hắn trọng thương. Cảm thấy đã bị bao vây, Jin ra lệnh cho đám đàn em rút lui ngay lập tức. Trên xe, Jin cho rằng FBI là kẻ đứng sau tất cả, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ ông Mori. Hắn cũng cho rằng Kia đã rơi vào tay FBI nên phải lên kế hoạch tìm ra cô. Phía FBI, họ đã đưa Kia đến bệnh viện, nhưng cô vẫn đang còn bất tỉnh. Về DJ, ông ta đã rút lui khỏi cuộc bầu cử lần này vì việc cha ông ngoại tình 20 năm trước đã bị phanh phui. Sợ vụ việc phát thanh viên Reyna đột ngột biến mất bị báo chí làm ầm lên, Conan đã giả giọng của cô và xin phép trưởng phòng nhân sự cho phép mình được nghỉ ngơi một thời gian. Vậy là cuộc chiến ở tập phim này đã kết thúc. Dù chưa biết thêm thông tin của tổ chức, nhưng FBI đã tạm giành được phần thắng khi đã bắt được Kier, một thành viên của tổ chức áo đen. Vụ án này càng chứng minh được khả năng phân tích của Conan cùng sức mạnh của FBI. Một vụ cướp ngân hàng vừa diễn ra trong thành phố, nhưng bọn cướp đã nhanh chóng biến mất mà không có một chút dấu vết. Chưa dừng lại ở đó, sự trở lại của Kudo Shinichi cũng là một cú twist cho những tập truyện này. Không còn đứng sau lưng bác Mori để phá án, Shinichi xuất hiện với hình dạng một chàng hiệp sĩ bí ẩn. Những vụ án và cuộc gặp gỡ lần này của Ran và Shinichi khiến bao cảm xúc vỡ òa. Cùng lấy tắm khám phá series những vụ án hay nhất của Conan qua tập phim Shinichi Sự Hồi Sinh Liều Lĩnh. Vào kỳ nghỉ hè năm đó, khi đội thám tử nhí cùng bác tiến sĩ Agasa đang trên đường đi cắm trại tại một khu rừng nguyên sinh thì một tai họa ập đến. Như mọi khi thì tiến sĩ sẽ dựng lều và Habara sẽ chuẩn bị bữa tối, còn đội thám tử nhí và Conan sẽ đi tìm củi khô nhóm lửa. Tuy nhiên, bản tính tò mò của trẻ con là vô hạn. Cả nhóm tìm thấy một hang động bị cấm, núp sâu trong rừng. Hang nhũ đá ấy có một tảng đá đặt trước cửa hang với dòng chữ "Đi theo đường của rồng, ánh sáng phúc đức sẽ rọi sáng con đường". Dòng chữ như có thứ gì đó thu hút cả nhóm tiến lại hang động, và không biết bọn trẻ đã nấn ná đi sâu vào trong hang từ lúc nào không hay. Nhưng từ lúc đó, Conan đã nhận thấy điều gì đó bất thường từ mẩu thuốc lá sót lại ngay chỗ cậu đang đứng. Đầu lọc còn ẩm, tức là có ai đó đã ở đây. Từ phía xa xa, cả nhóm đã phát hiện có một nguồn ánh sáng len lỏi qua các cạnh đá. Genta nhanh nhẩu chạy theo luồng sáng và phát hiện một nhóm người đang cố khiêng xác của một người đàn ông đi chôn. Ánh mắt xác chết trợn tròn, khuôn mặt trắng bệch khiến ai thấy cũng phải hoảng sợ. Genta cũng không phải ngoại lệ. Cậu hớt hải chạy đi sau khi thấy cảnh tượng đó nhưng đã quá muộn. Những tên cướp đã nhìn thấy Genta và những đứa trẻ khác. Chúng rút súng định bắn Genta, nhưng Conan đã đỡ đạn cho cậu bạn. Hóa ra chúng là lũ cướp ngân hàng. Chúng vừa giết một người đàn ông và ông ta đã vô tình trông thấy hành tung của chúng. Tuy nhiên, đang lên lút thủ tiêu cái xác thì lại bị đám trẻ này phát hiện. Lũ cướp chắc chắn sẽ tìm và bịt miệng nốt đám trẻ. Lúc này, Conan đã bị thương. Viên đạn vừa đỡ cho Genta đang găm vào bụng cậu. Lợi dụng thời cơ trong hang tối và vóc dáng nhỏ bé, cả nhóm đang lẩn trốn tạm thời vào một hốc đá nhỏ. Conan dùng hiệu thám tử gọi cứu viện từ Habara, nhưng cô bạn không nghe thấy do đang chuẩn bị bữa tối. Hết cách, nhóm thám tử nhí buộc phải suy nghĩ cách để thoát khỏi nơi tăm tối này. Do bị thương nên Genta đã cõng Conan để cả bọn tiếp tục đi sâu vào trong hang tìm lối thoát. Bằng đèn pin khổng lồ, cả nhóm lại một lần nữa tìm ra được hai ngã rẽ khác nhau trong hang động kia. Để đánh lạc hướng bọn cướp, Conan đã dùng đồng hồ đèn pin để về hướng đi của mình. Và quả nhiên, bọn cướp lúc phát hiện ra chiếc đồng hồ ấy liền suy nghĩ ngay đến việc đám nhóc đã đi về hướng ngược lại. Bẫy trong bẫy khiến bọn cướp mất dấu đám nhóc. Bọn chúng quát tháo vì không ngờ đường mà chúng quyết định đi ngược lại hóa ra là ngõ cụt. Phía bên này, Habara và bác tiến sĩ đang lo sốt vó vì trời đã chập choạng tối.
nhưng đám trẻ vẫn biến mất tăm. Cả hai bắt đầu đi vào rừng để tìm người thì phát hiện đống củi ngổn ngang trước cửa hang. Cô bạn còn thấy chiếc kính của Conan đánh rơi ngay gần cửa hang, nhưng tại sao lại làm rơi nó ở đây chứ? Habara đeo kính lên và tăng diện tích tìm kiếm lên. Một ám hiệu ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô. Những thiết bị định vị cỡ nhỏ của đội thám tử nhí để lại đã tạo ra ám hiệu 110, số cảnh sát Nhật. Trở lại với tình huống mất máu nguy cấp của Conan, cả nhóm đã dần đi đến bước đường cùng khi thấy lối ra duy nhất chính là một dòng chảy nhỏ từ vách đá. Đột nhiên, cả nhóm lại phát hiện ra một vật thể kỳ lạ, một hòn đá hình quả trứng, thoạt nhìn không mấy khác biệt. Nhưng khi xem kỹ thì nó lại y hệt hòn đá trước cửa hang động. Phía sau nó lại xuất hiện thêm 5 cửa hang khác nhau. Khi cúi xuống nhìn dưới chân tảng đá, Mitsu đọc được những dòng chữ kỳ lạ. Kẻ lạc trong bóng tối, hãy đi theo con đường của rồng, ánh sáng phúc đức sẽ soi rọi. Đang thắc mắc về ý nghĩa của những câu nói kỳ lạ, thì bọn rơi từ đâu đổ ra như suối. Hóa ra chúng bị ánh sáng của đèn pin trên tay Ayumi làm kinh động. Từ đó, Conan cũng biết được lối ra đang ở gần trước mặt họ, vì rơi chỉ sống cách lối đi vào 300m. Nhưng vấn đề nằm ở 5 lối vào, rốt cuộc thì hướng nào mới chính là con đường của rồng. Lúc bấy giờ, Conan chẳng còn suy nghĩ được gì. Mắt cậu bắt đầu mờ dần và rồi ngất lịm đi. Mọi hy vọng giờ đổ dồn về sự suy luận của Mitsu. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng lại gần. Cả nhóm đành cắm mặt chạy thẳng tới cái hang động cuối cùng, theo một chút manh mối của Conan để lại từ chữ to, rồng, trứng trên những phiến đá. Mitsu đã suy luận ngay ra rằng những manh mối ấy có liên quan đến 12 con giáp. Khi Mitsu suy luận ra được con đường rồng thì cũng là lúc bọn cướp đã đuổi đến sát chân. Ayumi cùng nhóm bạn nghĩ ra cách, bèn đánh liều dùng đá ném vào những tên cướp để lợi dụng tiếng ồn khiến lũ rơi bay tới tấp về phía chúng. Nhân cơ hội này, cả bọn chạy về phía cửa hang được cho là con đường rồng. Lối thoát gần ngay trước mắt, nhưng Genta vì cõng Conan nên cậu bạn đã bị chậm một bước. Cuối cùng, tên cướp đã tóm gọn được Conan. Hắn chĩa súng vào đầu cậu để uy hiếp những người bạn đứng im. Ngay lúc này, phía cảnh sát cũng đã kịp thời ập đến. Tên cướp định dùng mạng sống của Conan để uy hiếp mọi người, nhưng cậu bạn đã dùng chút sức lực cuối cùng, dùng đồng hồ gây mê bắn hạ gục hắn ta. Vậy là 3 tên cướp đã bị bắt. Chuyến thám hiểm hang động kết thúc sau vô vàn biến cố. Conan được đưa đến bệnh viện trong cơn nguy kịch và ngay lập tức, cậu bé cần phải được đưa lên bàn phẫu thuật. Tuy nhiên, loại máu của cậu trong kho dự trữ đã hết, nên việc phẫu thuật diễn ra vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, đoàn đã xung phong hiến máu cho cậu và khẳng định chắc nịch rằng cô có cùng nhóm máu với cậu bé này. Có lẽ cô bạn đã nhận ra điều mà Conan đã che giấu bấy lâu nay. Tỉnh dậy sau cơn mê man, chút ký ức còn sót lại đã mách bảo cho Conan về một dự cảm không lành. Đêm đó, đang nằm trằn trọc trên giường bệnh, Habara xuất hiện, trên tay cầm một khẩu súng. Cô chĩa thẳng vào đầu Conan. Habara cho biết tổ chức áo đen đã tìm đến cô vào tuần trước. Tưởng chừng như đã chết đến nơi, nhưng không ngờ tổ chức lại đưa ra yêu cầu muốn cô trở về nghiên cứu thuốc APTX-4869. Nên lần này, cô đến để giết Conan hòng bịt đầu mối, vì đó là điều kiện để cô được nhận lại vào tổ chức. Không có viên đạn nào rơi ra từ nòng súng. Đó là một bó hoa, cách thằng bệnh khác người khiến Conan suýt chút rớt tim ra ngoài. Thực chất, Habara đã biết ý định khai toàn bộ sự thật về thân phận của Conan cho Ran nghe. Tuy nhiên, điều này là quá nguy hiểm. Nếu tổ chức biết được, thì mạng sống của những người liên quan sẽ không còn. Và phát súng vừa nãy sẽ bắn ra viên đạn thật, nên Habara đến để cảnh tỉnh cho cậu bạn. Trước khi mọi thứ quá muộn, cô đưa cho cậu bạn 3 lựa chọn để lấy lại lòng tin với Ran, vì cô bạn ấy có vẻ đã nghi ngờ về thân phận thật của Conan. Sau khi xuất viện, Conan được mời đến trường cấp 3 Tây Tan để xem vở kịch có sự góp mặt của Ran. Vở diễn Shuffle Romance với nữ diễn viên chính là Ran, còn nam chính là bác sĩ Araide trong vai hiệp sĩ bí ẩn. Khi cả hai đang tay trong tay với một khung cảnh mùi mẫn thì một tiếng hét thất thanh vang lên ngay dưới khán đài. Ngay lúc này, anh chàng dưới sân khấu từ từ tháo chiếc mũ đội đầu và bảo rằng: "Mấy người đã quên cháu rồi sao? Cháu là Shinichi Kudo." Mọi người chưa kịp ngạc nhiên thì Kazuha xuất hiện và chù một vết lên mặt cậu bạn để lộ ra thân phận thật của cậu là Heiji. Thì ra Heiji nghe tin Conan đang bị đoàn nghi ngờ nên đã cải trang thành Shinichi nhằm giúp đỡ nhưng đã thất bại. Kỳ này, Conan chỉ có thể tự tìm cách giấu thân phận. Trở lại vụ án, người vừa bị ám sát là ông Kamata Kohei, 28 tuổi. Nạn nhân của vụ việc sau khi uống nước đã ngã xuống đất và cái chết bất đắc kỳ tử này đã làm náo loạn cả khán phòng. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt để tham gia điều tra vụ việc, lấy lời khai của người đi cùng nạn nhân. Cô Kogami Mai, 28 tuổi, sau khi đi mua 4 cốc nước về đưa cho bạn thì cô đi vệ sinh. Và cô cũng chính là người rơi vào diện tình nghi đầu tiên vì có tiếp xúc gần với một trong những ly nước chứa độc. Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết là chất độc kali cyanua, nhưng chất độc này lại không được tìm thấy trong cốc nước của nạn nhân, mà nó được tìm thấy trong một lọ thuốc để trên xe. Vụ án dần đi đến ngõ cụt, thanh tra Megure chuẩn bị kết lại vụ án là tự sát vì một lý do cá nhân.
Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc từ sau lớp mặt nạ của vai diễn kỵ sĩ trên sân khấu đã cắt ngang lời ông Meguré. Vụ án chắc chắn là giết người. Anh Kamata đã bị hung thủ đầu độc bởi chính sở thích của mình. Anh chàng hiệp sĩ từ từ tháo chiếc mũ trên đầu xuống. Đó không phải là bác sĩ Araide, mà là chàng thám tử học sinh nổi tiếng Kudo Shinichi. Tất cả mọi người ai nấy đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu thám tử lừng danh. Ran ngây người một chút và nhìn sang Conan. Những nghi ngờ của cô về thân phận thực sự của Conan nhanh chóng bị phá bỏ. Nhưng Ran nào có biết Conan đứng trước mặt cô bây giờ là Haibara đóng giả, còn Conan thực sự đã sử dụng loại thuốc nghiên cứu tạm thời của Haibara để trở về hình dáng ban đầu. Quay lại vụ án, Shinichi giải thích nguyên nhân mà hung thủ có thể dễ dàng hạ độc anh Kamata mà không để lại chút dấu vết, đó chính là đá lạnh. Lợi dụng sở thích nhai đá sau khi uống nước của Kamata, tên hung thủ đã đục một lỗ ở trong đá và cho kali cyanua vào đó. Sau đó hắn dùng một mẩu đá nhỏ đắp lên và làm đồng lại. Hắn ta đã mang viên đá chứa độc theo bên người bằng một chiếc ví ni lông, dùng những viên đá khô bọc xung quanh để cấp lạnh. Bằng chứng là chiếc ví đã được Shinichi nhặt về, và kẻ chủ mưu không ai khác là Kogami Mai. Tuy nhiên, cô ta đã kháng lại lời cáo buộc của Shinichi. Cô cho rằng tôi đã mua 4 cốc nước, trong đó có 2 cốc là cà phê, và đã đưa cho người bạn Yumemi để chia ra. Vậy thì làm sao tôi biết được ly nước nào chứa độc? Đơn giản thôi mà, cô đã cho viên đá chứa độc vào cả 2 ly cà phê. Anh Kamata sau khi uống nước đã ăn sạch đá lạnh, còn cô đã nhanh chóng uống hết nước, cũng giả vờ như có thói quen ăn đá lạnh. Nhưng sau khi ngậm vào miệng, cô đã nhả nó ra tay và giấu đi một chỗ khác. Vừa nói, Shinichi vừa tung đồng 10 yên vào mũ áo khoác của Kogami Mai. Nơi giấu viên đá chứa độc chính là mũ áo của cô. Bằng chứng rõ ràng là đồng 10 yên tiếp xúc với kali cyanua đã phản ứng, khiến cho nó từ trạng thái cũ kỹ ngay lập tức trở nên sáng bóng. Và chính lúc đi ra kiểm tra xe của nạn nhân là lúc trời mưa to, nhưng cô Kogami Mai không đội mũ do chất độc đã tan ra không thể tiếp xúc trực tiếp vào người, đã phần nào buộc tội cô. Những bằng chứng và lời cáo buộc đanh thép của Shinichi đã khiến Kogami Mai hết đường chối cãi. Cô nhận tội và thừa nhận động cơ gây án của mình là do có mối thù hằn với Kamata. Cô vẫn không nguôi được cơn giận khi nhắc đến bác sĩ Kamata. Tên vô nhân tính ấy sắp tới sẽ trình bày một học thuyết chuyên ngành trong lần hội thảo quan trọng này. Nhưng có một bệnh nhân đã xuất hiện những triệu chứng trái ngược với những học thuyết đó của hắn. Để bảo vệ cái học thuyết ngu ngốc đó, hắn đã lên kế hoạch tăng giảm liều lượng thuốc không phù hợp để người bệnh nhân ấy sức khỏe yếu dần đi và cuối cùng là không qua khỏi. Trắng đen đã rõ, hung thủ dù sao cũng cần phải được xử lý thích đáng với tội lỗi mình gây ra. Ngờ rằng sau khi phá án xong sẽ yên ổn, nhưng khó khăn một lần nữa ập đến. Cảm giác đau đớn như bị teo nhỏ lần nữa phát tán trong người Shinichi. Cậu bạn đau đớn gục xuống đất trước sự chứng kiến của hàng chục người. Sau khi tỉnh dậy, tưởng bản thân đã bị teo nhỏ về trạng thái cũ, nhưng không, hình hài Shinichi vẫn còn, khiến cậu cũng vô cùng bất ngờ. Nhân lúc còn trong hình hài này, Shinichi đã hẹn Ran đến nhà hàng trên tầng thượng khách sạn Beika Center để ăn tối, hẳn là một đêm lãng mạn, nhưng lại bị phá hỏng bởi một vụ án mạng trong thang máy. Nghe tiếng sầm sì bàn tán từ người xung quanh khiến Shinichi càng đứng ngồi không yên. Ran ngỏ lời để Shinichi đi tìm hiểu vụ án vì trông cậu rất băn khoăn và nóng lòng xem tình tiết như thế nào. Nạn nhân được xác định là Tatsumi Taiji, 58 tuổi, giám đốc công ty trò chơi. Phát hiện thi thể là 3 nhân viên trong công ty nạn nhân lúc sử dụng thang máy. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và trực tiếp điều tra. Họ nghĩ vụ án này là cướp của giết người, nhưng Shinichi đã có mặt và phá bỏ luận điểm đó. Cậu cho rằng nếu hung thủ có súng và mục đích chính là cướp của thì hắn đã phải dẫn dụ nạn nhân đến một nơi ít người qua lại trước. Ngay sau đó, con gái của vị giám đốc kia cùng bạn trai cũng có mặt tại hiện trường để lấy lời khai. Mới vừa nãy, họ đứng ở đây để nói chuyện với nhau, mà bây giờ tại đây đã là nơi xảy ra án mạng. Cô con gái vừa khóc đức nở vừa nói rằng, vừa rồi lúc 8:30 tôi đã nghe tiếng pháo giấy và tưởng bữa tiệc đã bắt đầu nên cùng Oba Satoru quay về khán phòng. Nhưng Shinichi lại thắc mắc, hành lang tối om làm sao cô có thể thấy được bấy giờ? Cô con gái hậm hực đáp, tôi rõ ràng nhìn thấy từ trên đồng hồ của anh Oba Satoru mà. Lúc đó, sau khi Oba Satoru tặng quà cho tôi, thì anh ấy đã dùng tay đeo đồng hồ để chạm vào tay trái của tôi. Lúc này Satoru mới giải thích, do chiếc đồng hồ của anh có thể phát sáng trong bóng tối, nên nhìn giờ được là chuyện bình thường. Nhưng Shinichi lại tiếp tục thắc mắc, tại sao anh Oba Satoru lại dùng tay trái vuốt tay trái, tay phải anh bận cầm gì sao? Như gãi đúng chỗ ngứa, Oba tức giận quát, ý cậu là sao? Ý cậu nói tôi đã đang cầm súng hả? Và thế là anh Oba chưa ai đánh đã khai. Nhưng may mắn cô Tatsumi Sakurako đã trở thành bằng chứng ngoại phạm giúp Oba thoát khỏi diện tình nghi. Trong khoảng thời gian giám đốc bị ám sát, anh Oba đang ở cạnh cô Sakurako. Lúc bấy giờ, cảnh sát đã tìm được khẩu súng giảm thanh được vứt ở khu vực chứa rác trong tầng hầm tòa nhà. Vì vậy mọi người có mặt ở hiện trường cần được kiểm tra, xem trên người có dấu vật thể lạ hoặc có mùi thuốc súng hay không. Sau khi Oba được đưa đi kiểm tra, bàn tán của những nhân viên cấp dưới cho rằng trưởng phòng Oba đã thay một bộ đồ khác sau khi hóa trang linh vật rồi.
thì lấy đâu ra mùi thuốc súng? Vừa nghe phong phanh thế, Shinichi đã ngay lập tức ngỏ ý đến xem bộ đồ linh vật. Nhờ vậy, cậu bạn đã thu thập được kha khá bằng chứng. Tuy nhiên một lát sau, khi sắp bước đến giai đoạn phá án, cảm giác đau đớn của liều thuốc bắt đầu phát tác. Shinichi cố gắng từng hơi thở nặng nhọc, đưa tên hung thủ ra ánh sáng. Oba là kẻ giết người. Hắn đã lợi dụng lúc hôn cô Sakurako, rồi dùng tay trái để giữ đầu và bịt tai cô. Trong khi đó, tay phải nhấn nút giữ thang máy và giết ông giám đốc bằng một khẩu súng giảm thanh. Oba đã cố tình chọn ngay lúc bữa tiệc bắt đầu để tiếng pháo giấy lấp đi tiếng súng giảm thanh. Hắn đã lừa giám đốc đứng trước cửa thang máy để trao đổi bộ đồ hóa trang, nằm gây ngạc nhiên cho nhân viên, sau đó để chế độ chờ thang máy và xử lý ông. Những vật dụng gây án gồm găng tay và túi ni lông bọc khẩu súng đã được giấu ở bên một mắt của bộ đồ hóa trang. Đó chính là lý do khiến cơ thể hắn không có mùi thuốc súng, còn khẩu súng đã được vứt trong ống dẫn giác. Dù trên túi ni lông có dấu vân tay của anh ta, nhưng Oba vẫn không chịu nhận tội. Hắn cho rằng hắn đã sờ vào đó khi giúp cấp dưới mặc đồ hóa trang, nên có thể hung thủ muốn đổ tội cho hắn. Lần này, Shinichi đã ôm ngực đau đớn, cậu chỉ có thể cố hơn chút nữa. Shinichi bảo, ngọc trai hồng. Trong thang máy, khi Oba tặng vòng cổ cho Sakurako, đã nói rằng chiếc vòng ngọc trai hồng này rất đồng bộ với đôi khuyên tai em đeo. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Sakurako đeo đôi khuyên tai này. Nhưng ở trong thang máy tối om, tại sao Oba lại biết được nó có màu gì? Chắc chắn lúc hôn nhau, anh ta đã mở cửa thang máy. Sau khi bị truy hỏi mở cửa để làm gì, Oba đã cứng họng. Hắn trả thù cho bố của mình cách đây 20 năm, đã bị bố của Sakurako chèn ép đến mức phá sản và tự vẫn. 20 năm trước, ông ấy đã lên kế hoạch đổ tội cho bố Sakurako giết người, nhưng một nhà văn trinh thám tên Kudo Yasaku đã giải quyết vụ án đó. Vậy là tình cờ Shinichi và cha của mình đã phá giải một vụ án trả thù kéo từ đời cha sang đời con. Sau khi xong việc, Shinichi vào phòng vệ sinh và Hibara cùng bộ quần áo Conan cũng vào theo. Cô bé nói chắc là đã hết giờ rồi. Sau một thời gian ngồi đợi, Ran chỉ thấy mỗi Conan xuất hiện. Khi biết Shinichi đã rời đi, Ran không khỏi thất vọng mà rơi nước mắt. Shinichi dù rất đau lòng nhưng chỉ có thể nói rằng, chị à, anh ấy bảo một ngày nào đó, chắc chắn dù có chết, anh ấy cũng sẽ quay về. Anh ấy muốn chị có thể đợi đến lúc đó. Ran cũng vui lại được một chút. Cô nàng bắt đầu ăn uống và thắc mắc tại sao tên ngốc kia lại chọn nhà hàng đắt đỏ này và còn làm ra vẻ quan trọng thế kia. Conan bên này đỏ mặt nghĩ thầm, đây là nơi đầy ắp kỷ niệm của bố mẹ. Mình muốn chọn nơi này để thổ lộ với Ran. Tập phim kết thúc, cặp chim di vừa gặp gỡ nhưng lại chia xa, nhưng ít ra họ cũng đã thể hiện được tâm ý của mình với đối phương. Không biết đến khi nào, Shinichi nhà ta mới lại có cơ hội dẫn Ran đến đây lần nữa và có thể tỏ tình với cô nàng mà không bị vướng bận bất cứ thứ gì nhỉ. Cùng chờ đón phần tiếp theo trong những series vụ án hay nhất của Conan nhé. Vermuth là một thành viên quan trọng của tổ chức áo đen và cũng là người phụ nữ che giấu rất nhiều bí ẩn. Một trong những trận đối đầu kinh điển của tổ chức áo đen và FBI có thể kể đến trận chiến của hai người phụ nữ xinh đẹp, Jody của FBI và Vermuth của tổ chức áo đen. Trong trận chiến này, bẫy trong bẫy, mưu trong mưu, Conan và mọi người đã làm tất cả mọi thứ để giữ lấy mạng sống cho Hibara và vạch trần Vermuth. Hãy cùng lưới tắm đến với series những vụ án hay nhất. Vermuth, quả táo nhăn nhèo nhá. Ông Mori nhận được một tấm thiệp mời với tiêu đề Tiệc Halloween trái mùa. Nội dung của tấm thiệp đại khái là mời ngài thám tử bất tài đây đến tham gia buổi dạ tiệc máu trên một con tàu. Bức thư với những lời lẽ khiêu khích khiến ông bác Mori nóng máu hỏi cho bằng được đứa nào gửi lá thư này. Phía trước tấm thiệp để tên người gửi là Vermuth. Ran sau đó điện thoại cho bác tiến sĩ và kể về tấm thiệp mời kia. Mục đích của Ran là muốn hỏi rằng liệu Shinichi có nhận được bức thư tương tự không? Bác tiến sĩ bảo với Ran rằng có lẽ không có cháu A khi ông nhận được lời ra hiệu từ Conan. Phía này, Conan cũng đang đọc tấm thiệp kỳ lạ kia và nghi ngờ về cái tên Vermuth, tên của một loại rượu. Hibara nghe cái tên này dù đang cảm nặng, nhưng cũng không thể giấu được gương mặt kinh ngạc dưới lớp khẩu trang kia. Cô kích động nói, đừng đi, đây là cái bẫy, hãy từ bỏ ý định đấy đi. Nhưng chưa dứt lời, Hibara đã bị Conan bắn thuốc mê làm bất tỉnh. Cậu không ngờ rằng ở một nơi nào đó, Vermuth đã đặt máy nghe lén và nghe được cuộc nói chuyện kia. Rõ ràng cô ả đã biết thân phận thật của Conan và Hibara. Phía Conan, cậu cũng đã nhận ra kẻ tên Vermuth ấy, cậu đã biết về thân phận của cậu. Trong tấm thiệp gửi đến nhà Shinichi, có dòng chữ đầu tiên là thân gửi ông Edogawa Conan. Trong chiếc xe Porsche quen thuộc của Jin, hắn ra lệnh cho Vodka cải trang và tiến đến buổi tiệc Halloween trái mùa. Theo kế hoạch của Vermuth, không biết cô ta định làm gì, nhưng Jin đã căn dặn Vodka, nếu Vermuth có những hành động nào bất thường thì cứ xử luôn. Đêm đó, Conan về nhà của Shinichi. Căn nhà bỏ trống lâu ngày, nhưng chỉ số đồng hồ điện và ga lại nhích một chút so với lúc ban chiều cậu đến lấy thư. Rõ ràng kẻ khả nghi đã dùng ngôi nhà này làm địa điểm tuyệt vời để theo dõi cậu và Hibara. Conan đi chậm chậm lên nòng thuốc mê cùng đôi giày của mình, rồi từ từ mở cửa từng căn phòng.
Lúc này một bóng đen của ai đó đã cầm khẩu súng và đứng phía sau cánh cửa. Mặt Conan cũng tối sầm lại. Chuyện gì đã xảy ra với Conan? Hãy tạm để qua một bên. Giờ là lúc lên đồ cùng ông Mori tham gia bữa tiệc. Trên con thuyền máu kia, vô vàn lớp hóa trang ma quái đầy đáng sợ đều khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền. Nào là người sói, xác ướp, Frankenstein, ma cà rồng, cô phù thủy nhỏ, Medusa vân vân. Mọi người đều xuất sắc trong lớp hóa trang của mình. Ông Mori hóa trang thành ma cà rồng và đến hỏi lễ tân về bức thư kỳ lạ kia. Nhưng nhân viên khẳng định rằng giấy mời là của họ, nhưng phong bì bên ngoài và những lời trong bức thư không phải là của họ. Khi ông Mori còn đang thắc mắc thì Sonoko đã kéo ông lên tàu. Ran không tham gia bữa tiệc này vì cô nàng không hề thích những nơi ma quái như vậy. Sau khi ông Mori lên tàu, một cậu thám tử học sinh trong lớp hóa trang sắc ướp tên Shinichi Kudo đã xuất hiện. Trên chiếc tàu ầm u, thuyền trưởng Captain Go là người cầm trịch con tàu. Ông yêu cầu tất cả khách mời hãy tìm kiếm 7 người chung số mệnh trong vòng 1 tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu. Mỗi người khi vào trong đều được phát một quân bài Tarot. Quân bài của ông Mori là thẻ bài ác quỷ. Bữa tiệc này ngoài chia đội để chơi game còn để quay phim. Bộ phim Nhật ký đi biển của hồn ma được chiếu hàng năm sẽ lựa chọn diễn viên thông qua những buổi tiệc thế này. Nói đúng hơn, giám khảo sẽ trà trộn vào buổi tiệc và tìm ra những diễn viên phù hợp. Cô Medusa chỉ ra 3 diễn viên đang cố thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng đằng kia. Người sói đang chu rể ánh trăng, Frankenstein thì như một người máy thực sự, còn xác ướp thì câm lặng kỳ bí. Con tàu cuối cùng cũng đã ra khơi và ông Mori cũng đã tìm đủ các thành viên trong đội, gồm ông Mori, Medusa, Sonoko, người sói, Frankenstein, xác ướp câm lặng và thám tử học sinh trong vai người vô hình. Phía gần đó, một kẻ bí hiểm dưới bộ dạng quỷ nhập tràng đang thắc mắc về thân phận của chàng thám tử học sinh kia. Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, ông Mori nhận ra đội của họ thiếu 3 thành viên. Xác ướp, người sói và Frankenstein đã đi đâu mất tiêu. Ông vội vào nhà vệ sinh tìm kiếm thì thấy Frankenstein đang rửa tay, còn người sói thì đang chu lên rồi chạy ra phía ngoài đến quầy bar gọi một cốc rượu Silver Bullet. Ông Mori mù tịt về mấy loại cốc tài này nên cũng gọi một ly giống như người sói. Mọi người chờ mãi đến giờ vào việc cũng không thấy xác ướp đâu. Trên cao tiếng vị thuyền trưởng vang lên: "Hỡi bảy quái vật hãy nghe đây, trong bữa tiệc ma giới có một con người tầm thường đang trà trộn vào. Hãy cùng những người đồng đội của mình truy lùng gã con người kia và ăn thịt hắn." Đang nói, bỗng thuyền trưởng khựng lại và vắt vưởng trên cao, nhìn thấy những giọt máu tươi đang rơi xuống đất. Medusa bảo rằng đây là máu thật, hãy hạ ông ta xuống. Nhưng sợi dây bắt đầu đứt, ông ta rơi từ trên cao xuống với một mũi tên có quân bài ác quỷ trên ngực. Cùng lúc đó, khi Hibara tỉnh dậy, cô bé không thấy bác tiến sĩ cùng Conan đâu. Cô bé ở nhà một mình và nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ Araide. Anh gọi điện vì đã tìm ra một bác sĩ có thể chữa dứt bệnh cảm dai dẳng của Hibara. Anh chàng bác sĩ tốt bụng sẽ qua chở cô bé đến phòng khám. Một lúc sau, chuông cửa vang lên. Khi Hibara ra mở cửa thì bên ngoài lại là cô Jody. Cô bảo rằng xe của bác sĩ Araide gặp sự cố nên thay anh đến đón Hibara. Khi bé Ai vào trong xe của Jody, anh Araide cũng đã đến và ngạc nhiên khi chứng kiến mọi việc. Về phía chiếc tàu ma quái, ngài thuyền trưởng vừa bị giết là Senzo, một nhà sản xuất phim nổi tiếng. Họ phát hiện trên chiếc mặt nạ đầu lâu ông mang có gắn mic nối với cái loa trên kia. Ông Mori nhận định hung thủ có thể là những nhân viên, bởi lúc ông hét lên giữa chừng thì tất cả khách mời đang ở bên dưới nên không thể bắn trúng ông. Chỉ có nhân viên đứng trên boong phụ trách ánh sáng, âm thanh sân khấu mới có thể giết người. Nhưng những nhân viên phản bác vì lúc bắt đầu cũng có rất nhiều vị khách trên boong chứ không chỉ có mỗi nhân viên. Từ đó họ chuyển hướng nghi vấn về lá bài tarot hình ác quỷ kia. Có 7 người giữ lá bài, nhưng sau khi kiểm tra, chỉ mỗi anh xác ướp là không còn lá bài. Anh ấy cũng vắng mặt một lúc khi buổi giới thiệu diễn ra. Nhưng xác ướp liên tục phủ nhận. Anh bảo khi đi vệ sinh xong, anh ra ngay sau Frankenstein và còn ở bên cạnh người sói. Nhưng cả hai đều nghĩ rằng không hề nhìn thấy anh. Thám tử học sinh đã lượn một vòng quanh hiện trường và phát hiện kính trong nhà vệ sinh đã bị nứt. Cậu cũng leo lên đến tận boong tàu để kiểm tra. Vừa nhìn thấy một con gà, cậu đã mỉm cười, rõ ràng đoán ra được hung thủ của vụ này. Phía dưới, ông Mori liên tục khẳng định xác ướp là hung thủ. Hắn không có lá bài, cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Lúc này, cậu thám tử dần dần tháo lớp băng cuốn quanh mặt và bắt đầu giải mã vụ án dưới ánh trăng tròn. Cậu là Shinichi Kudo, thám tử học sinh nổi tiếng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì từ lâu đã có tin đồn Shinichi đã chết. Vodka trong bộ dạng quỷ nhập tràng cũng bất ngờ vì rõ ràng trước đây hắn cùng đại ca Jin đã giết chết thằng nhóc thám tử. Shinichi bắt đầu phân tích, đã có kẻ lấy lá bài của xác ướp và đổ tội cho anh ấy. Kẻ đó không ai khác là người sói. Thủ thuật của người sói như sau: hắn ngồi ở nhà vệ sinh đợi lúc xác ướp vào và sang bù bên cạnh xác ướp. Lợi dụng khe trống giữa vách ngăn, hắn phun một loại thuốc mê bằng kim tiêm, khiến nạn nhân ngất đi. Sau đó, hắn đội mặt nạ sói lên đầu xác ướp. Vì lớp băng quấn kín quanh mặt khá dày, nên khi tỉnh dậy, xác ướp đã không nhận ra bản thân đang đội thêm một chiếc đầu sói. Kính nhà vệ sinh bị cố tình làm nứt, khiến anh ta không thể soi gương.
cộng thêm hai nhân vật người sói và xác ướp đều không được mở miệng nói chuyện, nên không ai nghi ngờ. Đây chính là lý do xác ướp luôn khẳng định là đi chung với mọi người. Nghe điều vô lý này, ông Mori bảo rằng ngồi trong nhà vệ sinh đợi một người có các đặc tính giống mình thì quả thật ngồi chờ sung dụng. Shinichi giải thích rằng con tàu này gồm nhiều diễn viên, cả người sói và xác ướp đều là diễn viên được phân vai nhất định. Trong kịch bản, đạo diễn đã yêu cầu từng diễn viên phải thực hiện chính xác kịch bản. Người sói đã quan sát những đặc điểm của xác ướp và chọn anh ta làm mục tiêu trước đó để vu oan. Ông Mori lại bảo, vậy tại sao ở trong nhà vệ sinh, khi Sonoko cất tiếng gọi thì xác ướp có thể tỉnh dậy kịp, dù đã bị đánh thuốc mê. Shinichi cũng giải thích là vì sau chiếc mặt nạ sói có một cái loa để phát âm ra tiếng chu và một cái máy nghe trộm. Nhờ vậy khi Sonoko gọi, hắn đã điều khiển cái loa phát ra tiếng chu, đánh thức xác ướp. Đây cũng là lý do xác ướp nghĩ rằng người sói luôn đứng gần mình. Nhờ xác ướp thế chỗ trong hội trường nên người sói đã có cơ hội lên boong tàu và dùng nó để bắn chết ông thuyền trưởng. Sau đó cũng nhờ tiếng chu, anh ta cũng dễ dàng tìm được vị trí của xác ướp rồi nhanh chóng lấy lại chiếc mặt nạ, trở về thân phận người sói. Những phân tích của Shinichi vô cùng hợp lý, nhưng điều quan trọng là cậu không có bằng chứng. Không để mọi người đợi lâu, chàng thám tử bảo rằng ông Mori có nhớ ly cốc tai đã uống ở quầy bar lúc ngồi cạnh người sói tên gì không. Xác ướp lúc này vội nói, lúc đó tôi ngồi gần ông Mori và uống một ly Silver Bullet theo nội dung kịch bản. Thấy có nguy cơ bị lộ, người sói vội nói mình là người ngồi gần ông Mori và cũng là người uống loại cốc tai đó. Shinichi lúc này đã nắm thóp được hắn. Cậu nói tên loại cốc tai đó có nghĩa là viên đạn bạc, là thứ duy nhất có thể giết người sói, cũng là thứ rượu ngăn chặn tà ma. Thuyền trưởng đã bảo mọi người hãy tìm con người trà trộn trong đám ma quỷ không. Một xác ướp uống loại rượu mà không loài ma quỷ nào dám uống, vậy thì hắn là gì? Đúng như Shinichi dự đoán, khi tháo giải băng ra, xác ướp có dòng chữ con người ghi trên trán. Vậy việc người sói đi uống loại rượu ấy đã rất vô lý. Tiếp đó, bằng chứng cụ thể nhất là ở boong tàu có dấu vết tạo ra bởi những mảnh vỡ găm vào đế giày lúc hắn đập kính. Chỉ cần kiểm tra đế giày và đối chiếu dấu vết trên boong tàu sẽ tìm ra được hung thủ. Khi bị bắt, tên người sói liên tục bảo rằng không phải tại ta, là tại con quỷ Vermouth. Hắn nói rằng tên đạo diễn kia đáng chết vì dám kết thúc series phim Phật Diệt mà hắn yêu thích. Hắn đã viết một bài lên trang web sát nhân và bảo rằng muốn giết chết tên đạo diễn, và rồi một kẻ tên Vermouth bày hắn cách gây án. Hắn đương nhiên không có ý định giết người, nhưng Vermouth đã uy hiếp hắn bằng cách chụp trộm và đặt máy nghe lén quanh nhà hắn. Nếu không nghe theo, Vermouth sẽ giết chết cả nhà hắn. Phía này, khi Habara đi cùng cô Jody, đã bị bác sĩ Araide chặn đầu xe. Anh liên tục hỏi rằng cô muốn làm gì Habara. Jody chỉ bảo rằng không phải anh rất bận sao, sắp tới đây anh phải ra làm chứng và giấu vụ cô giúp việc Hikaku là người giật cần. Nói sơ về vụ việc này, đại loại cha của Araide đã bị mẹ kế giết, nhưng bà ta lại dàn xếp cho người giúp việc bật cầu dao khiến ông chết vì giật điện. Nhưng khi Jody hỏi Araide, anh ta lại không hề biết việc cô Hikaku là người giật cần. Jody cười lớn vì trong bản báo cáo họ đã cố tình không ghi với điều đó vào, nên đương nhiên một kẻ giả mạo Araide thì làm sao mà biết được. Lúc này Jody bắt đầu nói, bí mật làm nên sự hấp dẫn của người phụ nữ, bà còn nhớ không? Đó là lời cuối bà nói với tôi. Tôi không bao giờ quên kẻ đã giết cha mình, phải không Vermouth? Không thể diễn tròn vai, Araide tháo chiếc mặt nạ và để lộ ra gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp. Jody kể rằng, ngày ấy khi người cha FBI và mẹ của mình bị giết, cô đã được FBI đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng và trở thành một nhân viên FBI như hiện tại. Jody đã theo dõi từ lâu và biết được âm mưu của Vermouth. Cô và các thành viên FBI đã cứu lấy Araide thật và đang bảo vệ anh ta ở một nơi an toàn. Khi đột nhập vào phòng bệnh viện của Araide giả, Jody đã tìm thấy hình ảnh của Sherry bị gạch chéo. Ngoài ra còn hình ảnh của Conan và Ran. Nhưng Vermouth hình như không có ý định hại hai người họ. Mục đích chính của Vermouth là muốn giết chết Sherry. Khi bị Jody dùng súng uy hiếp, Vermouth không hề tỏ ra sợ hãi. Cô ta vẫn đeo trên tai chiếc tai nghe, nghe rõ việc Shinichi đang phá án ở đấy và mỉm cười. Ngay lúc này, Jody có rất nhiều câu hỏi cho Vermouth. Nhưng điều cô thắc mắc nhất là tại sao 20 năm qua, Vermouth không hề già đi. Cô đã điều tra được Vermouth và mẹ, bà Sharon Vineyard, chính là một. Jody hô hoán đồng đội hãy đi ra và bắt Vermouth lại, nhưng bất ngờ thay, một phát súng lại bắn vào hông Jody khiến cô gục xuống. Vermouth nhìn về phía tay bắn tỉa Cavados và cảm ơn hắn. À cười khoái chí vì cách đây 2 tiếng, đã giả dạng làm Jody và yêu cầu các đồng đội FBI rời đi. Vermouth đã biết trước mọi kế hoạch của Jody, bao gồm việc Jody lén đột nhập phòng cô. Ngay khi Vermouth đưa khẩu súng lên đầu Jody và muốn thủ tiêu cô, thì một quả bóng từ trong xe được sút ra với một lực cực lớn làm vỡ tung cửa kính và khẩu súng bị văng ra xa. Tại con tàu ma quái, một bí mật nữa đã được bật mí. Shinichi Kudo đưa tay lên khuôn mặt mình, tháo lớp mặt nạ ấy đi. Bên dưới là chàng thám tử miền Tây Heiji Hattori. Quay lại một chút, vào hôm Conan bất ngờ về kẻ đột nhập tại nhà mình, đó không ai khác là bà mẹ diễn viên của cậu. Bà sau đó đã hóa trang cho Heiji thành Shinichi để tham gia bữa tiệc này.
bà cũng đóng vai Medusa trong bữa tiệc. Vodka đang điện thoại cho Jin, định nói về việc thám tử Shinichi đội mổ sống dậy, thì cũng đã quay xe vì thấy Heiji xuất hiện sau lớp mặt nạ kia. Vậy là thân phận của chàng thám tử Shinichi Kudo tạm thời đã không bị tổ chức áo đen nghi ngờ. Conan thực sự lúc này đang ở trong khuôn mặt của Haibara và trên chiếc xe của Jody. Ra khỏi xe, cậu tháo chiếc mặt nạ, khiến Vermouth cũng bất ngờ với nước đi này. Ngay khi Conan tưởng đã khống chế được Vermouth, thì Haibara với chiếc kính định vị đã xuất hiện. Cô bé sau khi tỉnh dậy sợ Conan gặp nguy hiểm, đã dùng kính định vị và tìm đến nơi. Conan vội bảo Haibara chạy đi, nhưng chỉ một phút lơ là đã bị Vermouth lật bài và khiến cậu mê man bằng chính đồng hồ gây mê của mình. Ngay khi Conan ngất đi, Vermouth chĩa súng vào Haibara vì từ lâu đã biết cô là Sherry. Giết chết Sherry cũng là mục đích của ả. Sau một hồi trò chuyện, Vermouth hứa sẽ tha cho Conan và những người liên quan. Ả chỉ cần giết Sherry và Jody. Lúc này, một tiếng rầm trên chiếc xe khi thấy Calvados nổ súng. Vermouth vội ngăn cản vì nhận ra đó là thiên thần, người đã để lại ấn tượng khó quên cho cô ả trong vụ án ở New York, Rand Mori. Vermouth bắn vào lan can gần Calvados, yêu cầu hắn đừng bắn và bảo Rand hãy rời xa khỏi cô bé tóc nâu ấy. Khi Vermouth mất bình tĩnh, Jody đã tỉnh dậy và bắn một phát đạn ngay vai Vermouth. Lúc này, cả hai nghe một tiếng bước chân cùng tiếng lên đạn đang tiến gần. Vermouth chắc chắn rằng đó là đồng bọn của cô, Calvados. Cô ra lệnh cho hắn giết chết Jody ngay. Nhưng phía này, giọng một người đàn ông vang lên. Tên của kẻ bắn tỉa kia là Calvados A. Người xuất hiện là Akai của FBI. Anh đã khống chế được tên bắn tỉa kia và dồn Vermouth vào chân tường. Cô ả bị ăn loạt đạn từ Akai nhưng đã mang áo chống đạn nên chỉ gãy vài cái xương. Ả chạy về phía xe và buộc phải đưa Conan theo vì cậu nhóc ngất ngay cửa xe. Phía này, Akai và Jody đã mất dấu Vermouth. Haibara và Ran cũng đã ngất xỉu. Calvados, đồng bọn của Vermouth, cũng đã nổ súng kết liễu trước khi bị FBI bắt. Ran có mặt ở đây vì lúc tối cô đến tìm Jody để hỏi về tấm ảnh Shinichi và Conan trong nhà Jody nhưng không thấy Jody đâu. Chiếc xe lại chuẩn bị đi đâu đó nên Ran đã nấp vào cốp xe để điều tra. Khi nghe tiếng súng, Ran lao ra ngoài để bảo vệ Haibara. Ran cũng đã điện thoại cho cảnh sát Nhật đến đây. Jody sẽ nói với cảnh sát cô là nhân viên FBI đang nghỉ phép và vô tình vướng vào một vụ bắt cóc trẻ em. Trong xe, Vermouth dừng lại ở một cánh rừng. Cô ả nhận được tin nhắn của ông trùm với nội dung: xem ra ta đã để cô tự do quá rồi, hãy quay về ngay. Khi Vermouth đụng vào vai Conan, đã phát hiện ra trong người cậu nhóc có dấu thiết bị đo điện tâm và máy ghi âm. Vermouth định rút máy điện tâm, Conan đã bảo rằng nếu cô làm thế, số điện thoại của ông chủ cô sẽ được gửi đến người của tôi và cảnh sát có thể giải mã ra danh tính ông ta. Cậu yêu cầu Vermouth hãy đưa cậu đến gặp ông trùm. Vermouth đồng ý sẽ bỏ qua vụ Sherry, nhưng rồi cô lại xịt khí gây mê kín cả xe và đánh cược xem ai thức dậy trước nào. Vermouth tỉnh dậy trước và liên lạc với Jean ở buồng điện thoại công cộng để đón cô. Vermouth cũng nói về việc bị Akai phá hỏng kế hoạch. Tuyệt nhiên, cô không hề hé răng khai bất cứ điều gì về Sherry, cũng như Conan hay Ran. Sự kiện này cũng là lúc mọi người biết rõ thân phận của Jody là FBI. FBI đã đề nghị đưa Haibara vào chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng sau đó cô bé đã từ chối vì không muốn sống một cuộc đời trốn tránh lần nữa. Vermouth hay Sharon Vanyard và Chris Vanyard là người phụ nữ trẻ mãi không già. Trong trận chiến trên, nhìn vào gương mặt chảy máu của ả, Akai đã nhận định đây là gương mặt thật. Quả thực, điều kỳ diệu khiến gương mặt của Vermouth mãi mãi tuổi thanh xuân vẫn còn là một ẩn số. Vermouth cũng thể hiện rằng bản thân là một người giữ chữ tín khi không công khai danh tính thật của Conan và Haibara cho tổ chức. Có lẽ người phụ nữ bí ẩn này vẫn còn một câu chuyện gì đó ở phía sau. Quỷ nhện, một truyền thuyết từ xa xưa của tỉnh Tottori. Một người phụ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đã mê hoặc rất nhiều người đàn ông qua đường và rồi ai cũng một đi không trở lại. À, quỷ nhện bị một người thợ làm dối giết chết, nhưng lời nguyền của ả sẽ trừng phạt cả gia tộc Takeda. Hàng loạt cái chết được cuốn trong lớp tờ nhện, một vụ án khiến cả Conan và Heiji phải khó khăn cùng nhau từng bước lật tẩy mọi mánh khóe tìm ra tên sát nhân thực sự. Một vụ án với cái kết đau lòng khiến fan của Conan liệt kê nó vào một trong những vụ án hay nhất của series Conan. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Lưới Tắm theo dõi vụ án Ngôi Nhà Nhện nhé. Tại tỉnh Tottori, Heiji cùng Kazuha đang phải dắt xe hộc xì dầu tìm đường ra khỏi con đường rừng như mê cung. Đời đen đủi khi xe hết xăng, điện thoại thì bỏ quên ở nhà. Hai cô cậu nghĩ rằng có lẽ đêm nay cả hai phải ngủ trong rừng mất. Đang loay hoay thì một anh chàng người nước ngoài xuất hiện. Anh ta là Robert Taylor, người Mỹ, là một nhà nhiếp ảnh gia yêu thiên nhiên Nhật Bản. Anh khá thân thiện và khá sành sỏi tiếng Nhật. Anh chàng bảo mình đang trên đường đến nhà Takeda. Nghe vậy Heiji bỗng sáng mắt vì nhà Takeda chính là người đã mời cậu đến giải quyết vụ án giúp họ. Cả hai nghĩ rằng kỳ này đã thoát khỏi kiếp lang thang, nhưng ai dè thanh niên người Mỹ cũng mù đường nên tình hình chẳng khá khẩm là mấy.
Lúc này, một chiếc xe chạy ngang qua, mặc họ kêu rát họng. Chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Heiji ném nguyên chiếc mũ bảo hiểm vào chiếc xe, thì nó lùi lại và một cánh tay thỏ ra tóm lấy cổ áo cậu hét lên. Thằng nhóc, mày làm cho khỉ gì vậy? Và thế là không hẹn mà gặp. Thì ra là gia đình của ông thám tử ngủ gật Mori. Sau khi ba người lên xe, họ biết rằng ông bác cũng nhận được một lá thư đến để giải quyết việc của nhà Takeda. Trong đó còn kèm theo 500 yên, thậm chí còn có người lái xe đến đón ông là ông Yuzo, con trai thứ ba của nhà Takeda. Nội dung bức thư của Heiji có chút khác so với ông bác Mori và cậu cũng chẳng biết ai là người gửi nó. Trong thư nói rằng, thứ bảy tuần sau hãy đến đỉnh núi con rối Takeda trước khi trời tối, nếu không búp bê còn sống sẽ lại thành mồi của nhện. Nghe vậy, ông Yuzo khẳng định, người dân ở đây thường gọi nhà chúng tôi là ngôi nhà nhện đỉnh con rối và bảo nhau rằng nếu không muốn gặp họa thì đừng lại gần. Robert ngạc nhiên khi 3 năm trước anh đến đây thì đâu có nghe lời đồn nào. 3 năm trước anh bị tai nạn và được cháu gái Misa của nhà Takeda giúp đỡ, nên giờ quay lại để cảm ơn cô ấy. Nghe nhắc đến Misa, ông Yuzo bỗng khựng lại. Misa đã mất cách đây 3 năm sau khi Robert đi 2-3 ngày. Misa đã đu dây ở tầng 2 nhà kho để búp bê. Vài ngày sau đó mẹ của Misa cũng chết ngay tại đó và không ai biết lý do là gì. Sự kiện tương tự đã diễn ra vài ngày trước khi ông Negishi, người vận chuyển và bán những con búp bê do nhà Takeda sản xuất, cũng đã chết tại tầng 1 nhà kho. Đây cũng là lý do họ mời ông thám tử Mori đến điều tra vụ việc này. Nhà Takeda lúc này cũng tập hợp đông đủ các thành viên, gồm bà Chie, chủ gia đình, là mẹ của ba đứa con trai, Nobukazu, con trai cả, thợ thủ công làm búp bê, người viết thư nhờ ông Mori đến điều tra. 3 năm trước, vợ và con gái Misa của ông đã chết. Ryuji, con trai thứ hai nhà Takeda, Yoko, vợ của ông, họ đều từ Tokyo về chơi nhưng lại vô tình chứng kiến cái chết của Negishi nên anh cả Nobukazu không cho họ về. Yuzo, con trai thứ ba, thợ thủ công làm búp bê, là người đã lái xe chở mọi người về đây. Sae và Emi, 9 tuổi, là hai đứa con gái sinh đôi của vợ chồng nhà Ryuji. Chúng nhìn Robert bằng ánh mắt ghét bỏ và nói hắn lại tới để giết người nữa à, sợ nhỉ. Sau khi làm quen, gia đình Mori được tiếp đãi một bữa tối linh đình. Vì dư ra hai thành viên là Heiji và Kazuha ngoài dự tính nên thiếu mất hai dĩa cá. Lúc này, người giúp việc Shiota Miyuki mang đồ ăn vào phòng cho bà Chie. Vì từ khi ông Negishi chết, bà cứ luôn lẩm bẩm trong miệng, quả báo, rồi giấu mình trong phòng không muốn gặp ai. Sau khi uống được một chút, người anh cả đứng dậy và xin phép đi làm nốt đống búp bê. Lúc này Robert cũng mượn xe của Yuzo đi viếng mộ Misa dù trời đã tối. Anh nói đi bây giờ sẽ nhìn thấy trăng và sao ẩn, hiện ở những dãy núi vô cùng đẹp. Nghe vậy, Kazuha và Ran cũng hào hứng cùng đi theo Robert. Yuzo sau khi ăn uống xong, tìm mãi nhưng vẫn không thấy anh cả Nobukazu đâu. Sợ chuyện chẳng lành, mọi người bắt đầu tản ra xung quanh tìm ông. Conan nhìn thấy nhà kho gần đó và thắc mắc hỏi ông Ryuji về cánh cửa sổ được mở ở cửa nhà kho kia. Nhưng ông lại cho rằng nó không thường xuyên mở từ khi Misa và mẹ cô chết. Nghe vậy, Conan và Heiji vội chạy lên tầng 2 của nhà kho. Cửa tầng 2 đã bị khóa bên trong, Heiji phải dùng rìu mới có thể phá được cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Ông Nobukazu bị cuốn trong đống dây, hệt như dính trong sợi tơ của những con nhện. Bà Chie lúc này đột nhiên hét lớn, ngài nhện là ngài nhện quả báo đấy. Người nạn nhân đã lạnh ngắt, có thể đã chết hơn một tiếng. Hiện tại họ chưa thể đưa xác ông xuống vì đây là hiện trường của một vụ giết người, phải đợi cảnh sát đến. Dưới chân nạn nhân, Conan phát hiện một chiếc đinh ghim, mũi ghim đã rỉ, nhưng đầu ghim còn mới, có lẽ nó vừa mới bung ra. Sau khi xem qua hiện trường, họ phát hiện đây là một vụ giết người trong phòng kín, bởi cửa chính được khóa từ bên trong, còn cửa sổ nhỏ tí chỉ vừa đủ cho trẻ con chui qua. Lúc này, bà Chie lại cho rằng do ngài nhện, một truyền thuyết từ xa xưa của vùng đất này. Rất lâu về trước, có một người phụ nữ xinh đẹp như tiên giáng trần, ả thường chặn khách vãng lai lại và hỏi, người nghĩ có thiên đàng không? Có muốn tới đấy không? Vẻ đẹp của người phụ nữ đã mê hoặc rất nhiều người qua đường và ai rồi cũng một đi không trở lại. Sau đó, một nghệ nhân làm búp bê đã làm một con rối có kích thước như người thật và để nó trên đường. Đúng như dự đoán, người phụ nữ đã xuất hiện, nhưng sự im lặng của con búp bê khiến ả hiện nguyên hình, là một con nhện khổng lồ. Nghệ nhân đã bắn mũi tên lửa giết con nhện. Khi ả hoảng sợ chạy về ổ, thì ngọn lửa trên người ả đã thiêu rụi những con nhện con. Dân làng lo sợ bị báo thù nên đã xây một ngôi đền để thờ cúng và gọi đỉnh núi đó là đỉnh con rối. Còn nơi được coi là ổ nhện ngày xưa chính là nhà kho này. Vì xây dựng nhà kho ở ngay đây nên bà Chie nghĩ rằng con nhện thành tinh sẽ trừng phạt cả gia đình họ. Khi nhà kho vừa được xây dựng,
thì Misa và mẹ cô bé, bà Kunio, đã tự đu dây mà chết. Vì không được phát hiện sớm, nên khi tìm thấy, cả cơ thể họ đã dính đầy tơ nhện. Ông Ryuji còn nói thêm, khu mộ của Misa, nơi Robert, Ran và Kazuha đang đến, cũng là nơi xuất hiện của ma nhện ngày xưa. Nghe vậy, Heiji và Conan lo lắng, vội đánh thức ông Mori để điện thoại cho họ. May sao cả ba vì đi giữa đường trời đổ mưa nên họ đã quay về sớm. Trước khi cảnh sát đến, Conan, Heiji và ông bác Mori lần nữa đến nhà kho để kiểm tra. Cái xác của ông Nobukazu vẫn chưa được đem xuống, khiến khung cảnh trong nhà kho càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này, Ran phát hiện chiếc móc khóa điện thoại do Shinichi tặng đã bị rơi mất. Cô và Kazuha chạy ra chỗ để xe và kho dụng cụ xem sao, thì Kazuha phát hiện ra một viên gì trắng trắng rơi dưới đất. Lúc này, hung thủ đã trích điện khiến Kazuha ngất đi. Khi Ran tìm được móc khóa, thì chỉ thấy đèn pin của Kazuha nằm lăn lóc trên bụi cỏ gần đó. Phía trên tầng 2 nhà kho, bộ ba thám tử đã phát hiện ra trên đầu nạn nhân có dấu vết như bị vật gì đó đập vào. Điều này có nghĩa trước khi treo cổ, hung thủ đã đánh ngất nạn nhân từ phía sau. Thời điểm tử vong của ông tầm khoảng 9 giờ tối, khi ông vừa rời khỏi phòng khách. Họ đoán rằng hung thủ đã hẹn nạn nhân ra và đánh ngất ông, rồi treo cổ giàn dựng cái chết, giống như bị ngải nhện quả báo. Nhưng họ đều không hiểu cách thức hung thủ trốn thoát. Đang bật mút suy luận, thì bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến đây. Định lao ra bắt kẻ lén lút, thì họ phát hiện chị giúp việc Miyuki đang cầm một khay đồ ăn và trà cho họ. Nhân tiện có cô, ba thám tử hỏi về cái chết của Misa. Misa hơn Miyuki 5 tuổi, cả hai từng cùng làm y tá trong một bệnh viện. Sau này, khi Miyuki bỏ việc vì áp lực, Misa đã giới thiệu cô vào nhà này giúp việc. Cô cho rằng lý do Misa chết vì một hôm ông Nobukazu về nhà đã lôi vợ ra chửi mắng về việc vợ đã lừa dối ông suốt 20 năm qua. Misa chạy vào can thì bị ông đẩy đập đầu vào cột và phải khâu đến tận 7 mũi. Sau đó cô ấy nghỉ việc ở bệnh viện và suốt ngày chỉ nhốt mình khóc trong phòng. Cho tới khi Misa tình cờ gặp Robert trong vụ sạt lở, vì bệnh viện quá tải nên cô đã đưa anh về nhà tận tình chăm sóc. Cả hai sau đó rất hiểu nhau và đều rất vui vẻ khi suốt ngày cứ trêu nhau. Khi Robert khỏi bệnh và rời đi thì Misa lại quay trở về tình trạng trầm lặng. Vài ngày sau đó cô ấy biến mất, khiến mọi người nghĩ cô ấy bỏ nhà ra đi. Sau đó, bác Yuzo là người đầu tiên phát hiện Misa đã chết trong nhà kho. Nhưng lạ kỳ là khi Misa chết, cha cô ấy, ông Nobukazu không hề rơi một giọt nước mắt nào, còn chú Ryuji thì khóc to đến nỗi hàng xóm còn nghe thấy. Về phần hai đứa trẻ sinh đôi, trước đây chúng rất thân với Robert, nhưng sau đó hai đứa lại khẳng định Robert là người giết chết Misa. Sau khi thu được thông tin từ cô giúp việc, Heiji và Conan vẫn chưa thể đoán được ai là thủ phạm, vì tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm. Robert thì đang ra ngoài cùng Ran và Kazuha, cô Yoko thì đi tắm cùng hai con gái, cô giúp việc dọn phòng khách, bà cụ thì quá già, họ còn nghe thấy đọc kinh trong phòng. Ryuji thì đi đun nước tắm, còn chú Yuzo thì đi tìm nạn nhân. Và quan trọng là cửa sổ quá nhỏ, thủ phạm gây án xong thì thoát ra bằng cách nào? Sự việc đang khá rối, nhưng họ vẫn nhận ra có gì đó khác thường. Hung thủ có thể dựng lên cảnh ông Nobukazu tự chết, nhưng tại sao lại cầu kỳ thêm đống chỉ như những sợi tơ để làm gì? Lúc này, mọi người cũng được Ran báo rằng Kazuha đã mất tích. Ran tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Kazuha đâu. Heiji lo lắng đi khắp nơi và mặt cắt không còn giọt máu. Khi thấy Kazuha bị treo trong đống chỉ tại nhà kho dụng cụ, cậu vội chạy đến xem thì may thay Kazuha không sao, chỉ là bị ngất đi. Sau khi cắt những sợi chỉ cứu Kazuha, Heiji nhờ mọi người chăm sóc cho cô, còn cậu và Conan chạy lên phía tầng 2 nhà kho để truy bắt hung thủ. Họ chắc rằng hắn chưa thể có thời gian chạy ra khỏi đây. Nhưng lục tung mọi ngóc ngách trong nhà kho vẫn không thể tìm thấy hung thủ. Họ bắt đầu quay về gian nhà chính và thẩm vấn tất cả mọi người. Nhưng giờ này ai cũng ở trong phòng ngủ riêng nên làm gì có bằng chứng ngoại phạm. Một hồi, Conan phát hiện không thấy chú Yuzo đâu thì biết được rằng chú đang làm việc ở xưởng búp bê. Chú Yuzo nói rằng mình thường chịu trách nhiệm lắp ghép phần bên ngoài, còn phần bên trong thì do Nobukazu đảm nhận. Đôi khi có búp bê trị giá đến 1 triệu yên, nhưng chi phí sửa đến tận 700 ngàn yên. Thậm chí có người còn nhờ sửa búp bê đến cả mười mấy lần. Nobukazu thường dùng tiền tiết kiệm để ra nước ngoài chơi với Negishi, vì nhờ anh ấy việc buôn bán búp bê mới được giá cao như hiện tại. Trong phòng có một cái hòm chứa đống búp bê mà đáng lẽ ra Negishi phải mang đi bán, nhưng ông đã chết nên nó vẫn còn ở đây. Gần đây, Nobukazu phát hiện một con búp bê đã biến mất không rõ nguyên nhân. Đợi khi chú Yuzo về phòng tập trung, Conan và Heiji gỡ những con búp bê bên trong chiếc hộp ra để kiểm tra. Chi phí sửa tốn kém mà lại có người sửa mười mấy lần, chắc chắn bên trong có thứ gì đó. Và đúng như họ dự đoán, bên trong là ma túy. Đây cũng là lý do ông Nobukazu mời thám tử điều tra cái chết của Negishi và muốn thám tử nói riêng cho ông biết ai là hung thủ.
Heiji còn tìm thấy một cuốn sổ chứa đầy số điện thoại trong phòng đồ bưu khá dư. Cả hai đều thống nhất sẽ điện vào số bệnh viện. Mọi chuyện đã sắp rõ ràng. Conan và Heiji nghe hai cô bé sinh đôi nói về mùi khét trong bếp lò. Trong lúc Heiji cố gắng dùng một cây gậy lôi vật trong lò ra, Conan hỏi hai cô bé sinh đôi vì sao họ lại ghét Robert. Các cô bé nói rằng, ngày Robert rời đi, chị Misa muốn nghe tình cảm của anh ấy, nhưng anh ấy lại viết lên tờ giấy dòng chữ, chết đi. Heiji cũng lôi ra được trong lò một cái kìm trích điện. Họ vội chạy vào trong phòng Kazuha và qua sự kiểm tra của Ran, thấy lưng Kazuha có vết trích điện. Cô ấy không nhìn thấy hung thủ, nhưng thấy có một viên gì đó lạ lạ ở trước cửa nhà kho. Nghe mô tả, hai thám tử đều biết thứ đó là đạn đồ chơi. Cả hai lao về nhà kho tìm bằng chứng. Trên tường có vết ghim, còn sàn nhà lại có một sợi chỉ có thắt nút ở hai đầu. Mọi thứ đều đã rõ, cả hai bảo mọi người tập trung tại nhà kho và ông Mori cũng đã bị Conan bắn ngất. Ngay bây giờ, tất cả mọi mánh khóe, lý do gây án và hung thủ sẽ được thám tử ngủ gật Mori làm rõ. Trước tiên, vụ giết Nobukazu trong phòng kín. Khi giết người, tên hung thủ vốn không có trong phòng. Hắn đã dùng dây thừng cùng ghim để tạo ra vụ giết người trong phòng kín. Đầu tiên, buộc dây thừng vào xà ngang trên trần, sao cho khi kéo dây sẽ tự động thắt lại. Đem phần dây thừng thắt nút quay lấy cửa sổ và cố định bằng cách dùng những sợi chỉ có thắt nút hai đầu luồn qua dây thừng và dùng ghim để ghim lại. Sau đó luồn một sợi dây dài khác qua chỗ gần nút thắt. Hai đầu sợi dây đem luồn qua cái xà ở giữa rồi cho ra ngoài cửa sổ. Xong bẫy, hung thủ đã gọi cho Nobukazu tới phòng kho và đề cập đến con búp bê có ma túy bên trong. Sợ bị lộ việc buôn bán ma túy nên Nobukazu đến đó và khóa cửa. Hung thủ đã dùng đạn nhựa bắn vào cửa sổ, khiến ông đến gần cửa sổ và thò đầu ra ngoài kiểm tra. Lúc này, hắn chỉ cần kéo sợi dây để thắt cổ nạn nhân. Động cơ gây án của hung thủ là trả thù cho Misa. Hung thủ đã nghĩ rằng Nobukazu sau khi biết Misa không phải là con gái ruột mình, đã làm cô bé khổ sở đến mức tìm đến cái chết. Lúc này, cả nhà đều ngạc nhiên khi biết Misa không phải là con gái ruột của anh cả, mà là con gái của bà Kunio và anh thứ Ryuji. Theo lời Ryuji, chuyện này đã xảy ra rất lâu về trước, khi ông gặp người vợ hiện tại. Vì ông Nobukazu được các bác sĩ chẩn đoán không thể có con, nên người vợ Kunio đã khóc mà xin Ryuji rằng, em có thể giúp anh ấy thực hiện ước mơ có con không? Mọi chuyện chót lọt, mọi người đều không ai nghi ngờ về nguồn gốc của Misa. Nhưng 3 năm về trước, một bác sĩ ở bệnh viện đã vô tình tiết lộ sự thật về Nobukazu. Vì thế khi Misa chết, mẹ của cô cũng cảm thấy tội lỗi mà chết theo. Conan biết được sự thật này vì tên Misa và hai đứa bé sinh đôi nhà Ryuji là Sae và Emi nối với nhau thành một vòng. Cộng thêm trong đám tang của Misa, ông Ryuji vô cùng đau khổ. Ông Ryuji ngạc nhiên vì tên hai đứa con gái sinh đôi là do bà Chie đặt. Lúc này, bà cũng thừa nhận rằng bà đã biết Misa là con của Ryuji từ khi nhìn thấy cái cách anh đối xử với con bé. Lúc này, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ về phía Ryuji. Họ đều nghĩ rằng ông đã giết anh trai để trả thù cho con gái. Conan khẳng định ông Ryuji không phải là hung thủ. Hung thủ thực sự đã buộc đầu sợi dây vào ô tô và khi nạn nhân thò đầu ra ngoài, chỉ cần lái xe đi cái bẫy sẽ được kích hoạt. Người lái xe trong đêm đó chỉ còn có Robert. Anh ta cũng có thể dễ dàng thủ tiêu chứng cứ bằng cách dừng xe giữa đường và phi tang sợi dây cùng khẩu súng đồ chơi. Robert bắt đầu chối tội vì anh mới đến đây sau 3 năm, thậm chí còn lạc đường thì sao có thời gian tạo ra cái bẫy. Nhưng Conan đã chứng thực anh ta đến đây vào mấy ngày trước và cũng chính Robert là người giết Negishi. Lý do thì chưa rõ nhưng có thể liên quan đến Misa. Không có bằng chứng, Robert vẫn khẳng định mình vô tội. Vì ngài thám tử Mori còn chả thể giải thích được vì sao Nobukazu lại vướng trong đống chỉ. Tất cả chỉ là sự vu khống. Conan và Heiji lúc này đã chuẩn bị sẵn búp bê hình nhân tái hiện lại vụ án. Khi Heiji buộc sợi dây vào chiếc xe và kéo, sẽ khiến chiếc ghim giữ dây thừng bị rơi ra. Dây thừng sẽ thắt cổ nạn nhân và kéo ngược ông về phía sau, khiến ông đập đầu vào xà ngang. Sợi dây bị kéo tiếp nên đứt, người nạn nhân cũng rơi xuống đống chỉ ở dưới và bị treo trên xà ngang như đang vướng trong đống tơ nhện. Sau khi giải thích xong, Conan hỏi, trong số mấy người, chỉ có 4 người là anh Ryuji, anh Yuzo, bà Chie và cô Fuyuki đến hiện trường. Tôi đã căn dặn họ không được nói điều này cho ai, nhưng tại sao anh lại biết cái xác mắc trong đống dây chỉ? Khi Robert không thể nói gì thêm, Heiji lại tiếp tục phân tích. Chắc chắn từ ban đầu, anh đã được ai đó trong nhà mời đến, vì số cái dĩa cá trong bữa tối chỉ thiếu cho khách ngoài dự đoán là tôi và Kazuha. Anh còn cố tình làm ngất Kazuha để tạo hiện trường lưới nhện, nhằm che đi mẫu nút thắt kỳ lạ dưới đống chỉ, và cũng vì Kazuha đã phát hiện ra viên đạn nhựa. Robert cũng là người gửi bức thư mời Heiji đến, cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ ở rừng để chứng minh bản thân đã 3 năm rồi mới quay trở lại đây. Không thể biện minh gì, Robert thú tội và kể lại rằng vài ngày trước, anh không hề biết Misa đã chết
mà vào nhà để gặp cô ấy. Nhưng Negishi nói rằng Misa đã chết và còn nhục mạ cô ấy là đứa con ngoài giá thú. Đứa con gái đầy tì vết, sống cũng chẳng được gì vì ai mà thèm rước. Negishi đã nói về Misa bằng thái độ cợt nhả trong cơn phê thuốc, nên anh đã giết chết hắn ta và cũng lập mưu để giết chết Nobukazu. Thấy khuôn mặt đau khổ của anh ta khi mất đi tình yêu, Heiji hỏi rằng dù vậy anh cũng không thể gây tổn thương Kazuha. Anh ta vẫn không hối lỗi mà nói rằng ai bị thương tôi không quan tâm. Heiji lúc này bực bội mà nói cho anh ta một sự thật đáng lẽ họ sẽ giấu. 3 năm trước vào ngày chia tay, Misa đã hỏi Robert anh ấy nghĩ thế nào về cô ấy. Robert đã để lại một tờ giấy với từ Shine, có nghĩa Misa đối với anh là ánh sáng, là một cô gái tỏa sáng. Nhưng theo tiếng Nhật, Shine có nghĩa là chết đi. Sự hiểu lầm này cũng là điều khiến Misa càng thêm tuyệt vọng mà không muốn sống nữa. Trời sáng, Robert được cảnh sát giải đi. Trong xe, anh ấy cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói trong nước mắt. Tại sao tôi không phải là người Nhật? Tại sao cô ấy không phải là người Mỹ? Vụ án đã khép lại, hung thủ đã bị bắt. Nhưng sau khi biết được động cơ gây án và những hiểu lầm được hé mở, lại càng khiến người xem đau lòng hơn. Những hiểu lầm, những bí mật đã khiến cho tất cả mọi người đều đau khổ. Nếu ngày ấy người vợ nói sự thật với chồng, nếu ngày ấy người em chồng và chị dâu không làm những điều sai trái, nếu ngày ấy Misa hiểu được tấm lòng của Robert, thì có lẽ mọi thứ đã chẳng thể đi đến cái kết chẳng thể cứu vãn này. Tập phim Ngôi Nhà Nhện có lẽ là một trong những vụ án hay nhất của Conan, khiến người xem phải nhớ mãi. Còn vụ án nào các bạn muốn lời tắm làm, hãy để lại cho chúng mình bình luận nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để mỗi chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!